Tây Du Ký qua cái nhìn Phật học. Thời kỳ trước chúng ta đã nói thầy trò đã qua được cái nạn của cái nước toàn là người nữ, nữ vương quốc. Thì mấy thầy trò tiếp tục đi trên đường. Thì một hôm đến một cái bãi sa mạc rất là nóng bức. Đến đó thì thấy dân ở đó rất là khổ, không có nước, không có thức ăn. Thì thầy trò mới hỏi thì mới biết rằng ở đó có một cái núi lửa tên là Hỏa Diệm Sơn. Hỏa Diệm Sơn tức là cái núi hầm lửa. Thì hỏi rằng làm sao để mà có thể qua được, tại vì nếu mà không qua được cái núi này á, thì không được đi tới Tây Phương, không tới được Ấn Độ, không tới được Tây Trúc, tại vì muốn qua tới bên kia là phải chịu băng qua một cái núi này, mà bây giờ lửa như vậy thì trong mấy trăm năm nay không có ai qua được hết. Thì mấy cái tím và hỏi thì làm sao để qua được á, thì người ta mới nói rằng ở trên núi á, có một cái động Túy Vân, có một cái bà La Sát ở trên đó, bà có một cây quạt. Cây quạt này có cái tên là quạt Ba Tiêu. Ba Tiêu là quạt gì? Quạt Ba Tiêu là cây chuối thôi chứ không có gì. Cái hình dáng của cây quạt như một cái tàu lá chuối màu xanh. Thì nếu mà có cây quạt này á, mà cây quạt này mà quạt á, thì tất cả lửa ở trên cái ngọn núi nó tắt. Thì lúc đó Ngộ Không mới hỏi, mới biết được rằng cái ngọn núi này là do cái tai họa mà Tôn Ngộ Không đã tạo nên. Tức là cách đó 500 năm về trước, khi mà Tôn Ngộ Không bị nhốt ở trong cái lò lửa của Thái Thượng Lão Quân. Thì khi mà ông nhảy ra khỏi được cái nồi luyện thuốc đó, thì ông đạp cái lò luyện thuốc, cho nên lửa ở trên trời mới rơi xuống thành ra một cái núi lửa ở chỗ đó. Thì Tôn Ngộ Không có biết đó là cái tai họa do mình tạo ra. Rồi khi mà hỏi kỹ thì ông mới biết rằng á, cái bà La Sát đó tên là Thiết Phiến Công Chúa, lại là vợ của Ngu Ma Vương. Mà Ngu Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa làm ba mẹ ruột của Hồng Hà Nhi. Thì ông thấy là khó rồi, là tại vì ông mới vừa đấu xong với Hồng Hà Nhi, thấy không? Mà tại vì ông mà Hồng Hà Nhi mới được Đức Quan Âm độ cho tu. Thì khi mà đến đó thì ông gặp bà Thiếu Phiến Công Chúa, thì ông nhận bà con chạy ra kêu chị dâu ngon lành lắm. Thì hỏi thì nói rằng bây giờ muốn mượn cái quạt để mà quạt tắt cái núi lửa. Thì bà La Sát bà dễ gì bà cho, tại vì bà hận Tôn Ngộ Không đã hại con trai của bà, bị Đức Quan Âm Bồ Tát dẫn đi lên núi tu hành mất tiêu. Thành thử ra cái mối thù này bà còn chưa tính, bây giờ mà còn ở đó mà tới để mà hỏi mượn quạt nữa thì làm gì bà cho. Thì lúc đó nói quá thì bà mới khạc ra cái quạt ở trong miệng bà đó. Bà mới quạt một cái một thôi thì Tôn Ngộ Không bay tới 50 mấy ngàn cây số. Thì khi đó đó bay lên một cái đỉnh núi treo toàn ten ở trển, thì khi mà ảnh tỉnh dậy đó thì ảnh gặp một vị Bồ Tát tên là Linh Dược Bồ Tát. Có chỗ thì nói rằng gặp Đức Văn Thù cho ảnh một cái viên thuốc tên là Định Phong Đơn. Định tức là yên lại, phong là gió, đơn là thuốc. Định Phong Đơn là viên thuốc có thể uống vô là giữ mình vững, không có bị gió thổi. Thì ảnh uống vô như vậy thì lúc đó ảnh mới trở về. Anh mới trở về, anh hỏi mượn quạt. Thì bà đâu có cho. Thì đằng này bây giờ á, anh mới tìm cách là anh mới biến thành con ruồi đậu vô cái ly nước của bà La Sát đang uống đó. Thì bà La Sát vừa ực một cái á, thì ực luôn cái con ruồi đó vô trong đó. Thì bà đang uống vậy thì bà nghe có cái tiếng nói chuyện, nói chị dâu cho mượn quạt. Bà mới giật mình đi. Thì tìm quanh tìm quất một hồi á, thì mới thấy rằng Tôn Ngộ Không nằm ở trong bụng của bà. Thì lúc đó ông mới đạp cho mấy đạp bà đau quá trời. Đó bây giờ chị mà không cho tôi mượn quạt á, thì tôi sẽ đạp cho chị đau bụng chết luôn. Thì cuối cùng á,
thiết phiến công chúa đau quá chịu không nổi, thành thử buộc lòng phải cho mượn cây quạt. À, mà cho mượn cây quạt, mà quạt gì biết không? Cây quạt đó là quạt giả. Cây quạt đó mà đem đi quạt á, thì quạt càng quạt thì lửa càng phực lên nữa chứ không có tắt. Và một lần nữa đó là ông ta ông mượn lần thứ hai đó, thì bà này bà mới nói là ngươi bị là quạt như vậy mà chưa sợ sao, nói bây giờ cho chị quạt quạt ba cái, chị quạt ba cái mà tôi không bay á thì chị phải đưa tôi mượn cái quạt. Thành thử rốt cuộc rồi á, ông mới khoe với bà thiếu phiến công chúa là ông đã uống được cái định phong đơn của Bồ Tát, cho nên là bây giờ không sợ quạt. Rồi một lần như vậy, rồi lần nữa đó là mượn cái quạt. Rồi một lần nữa đó, không phải giả cái gì, ông phải giả Ngu Ma Vương trở về nhà thăm vợ. Tại vì lúc Ngu Ma Vương đang có vợ nhỏ, đang ở nhà của vợ nhỏ, thành thử ra mới đi vô trong này, mới bà này bà mới gặp, bà mới nói sao đi luôn đi này kia. Ông mới nói ta nhớ nàng, ta phải về ta thăm rồi này kia. Rồi cái mới nói là cái quạt nàng để đâu, nó để trong miệng lại phải khá vậy. Thành thử ra kêu đưa cái quạt cho thử. Thì khi đó đó, ông này ông Ngộ Không cái quạt chút xíu mà sao quạt. Thì ông mới hỏi rằng làm sao để làm cho cái quạt lớn lên. Thì bà này bà mới mắng, bà nói đi riết hay không, mê con hồ ly tinh nó riết rồi quên hết những cái câu thần chú để mà là ở trong nhà. Cái thì bà mới nói nhỏ nhỏ thì mới làm cho cái quạt lớn lên. Thì khi mà lúc đó Ngộ Không cũng hấp tấp quá đi, mượn cái quạt rồi thì hấp tấp không khỏi biến lớn rồi, nhưng mà giờ làm sao biến nhỏ, quên đi. Thành thử vừa mượn được cái quạt nó lớn ra, cái giác cái quạt chạy. Cái lúc đó thì bà này bà mới phát giác ra là Ngu Ma Vương là do Tôn Ngộ Không giả. Cái thì ông lúc đó, vừa lúc đó thì ông Ngộ Không vừa đi thì ông Ngu Ma Vương thiệt về tới. Thì về tới lúc này bà lại nghi là ông Ngộ Không không bả giác dao bả chém cho mấy cái. Thì lúc này thì mới lòi ra là chồng thiệt. Thì khi mà như vậy đó thì mới hỏi ra cớ sự, thì Ngu Ma Vương mới tức quá, mới rốt theo để mà đòi lại. Nhưng mà lúc đó Ngộ Không đang giác cây quạt cổ bố trên vai, đang nghiêu ngao, nghĩa là thỏa thích là vì mượn đã gạt được bà La Sát cây quạt. Thì lúc đó ở đâu đi tới bắt giới, kêu sư huynh đi đâu vậy? Thì nói ta mới vừa mượn được, ta mới gạt được thiếu phiến công chúa để lấy cây quạt mà ta quên đi. Ta gấp quá, ta hỏi làm sao biến cây quạt lớn, mà ta quên hỏi làm sao biến quạt nhỏ, thành thử buộc lòng ta phải giác vậy. Thì lúc đó bắt giới mới nói vậy thì sư huynh đưa cho em giác cho. À, thì nghe cũng có lý ha. Thì mới vừa đưa cây quạt cái Ngu Ma Vương hiện hình. Ngu Ma Vương nói ông ngươi gạt vợ ta, thì bây giờ ta gạt lại ngươi. Thì mới bắt đầu mới hùa với nhau xuống đánh một trận. Thì cuối cùng cũng không được gì hết, mà phải nhờ tới Na Tra đi xuống mà lấy cái vòng của Na Tra đánh vào cái con Ngu Ma Vương, con trâu vài ba cái cho nó xiển liễn, rồi bắt đầu thiếu phiến công chúa mới tuân phục và chịu đưa cái quạt ra để mà quạt. Thì đó là cái câu chuyện ở cái quả Diệm Sơn đó. Thì mình mới thấy á, là phải chi hồi nà hồi cái bà La Sát này lý do nào bà không cho mượn cái quạt? Tại vì bà thù gì? Bà thù cá nhân. Mà bà quên đi cái chuyện quan trọng là không phải giữa bà với Tôn Ngộ Không, mà Tôn Ngộ Không cũng không mượn quạt để cho cá nhân Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không mượn cái quạt để cho cả một phái đoàn đi thỉnh kinh, và vì lợi ích cho mọi người cho nên Tôn Ngộ Không mới mượn tới mượn cái quạt. Nhưng mà bà đâu có nghĩ vậy, bà có mang cái thù cá nhân cho nên bà không cho mượn quạt, phải không? Rồi dằn co tới dằn co lui mà đến nỗi phải tạo ra cái chuyện là bị người ta lọt vô trong bụng để mà hành hạ mình đó. Rồi mày đã vậy rồi mà cũng còn chưa chịu đưa cái quạt được nữa đó. Thì quý vị thấy ở đây là cái chuyện thứ nhất là mình thấy sao, à thù cá nhân cho nên không có cho mượn quạt. Chứ nếu mà vì cái lợi ích chung á thì nó không có chuyện. Chứ ở đời nhiều khi mình vì cái chuyện nhỏ mình quên cái chuyện lớn thì nó có thể tạo ra nhiều cái rối rắm khác. Rồi á, ở đây nè, cây quạt là tượng trưng cho cái gì? Cây quạt là tượng trưng cho bát phong.
Quý vị có nhớ bát phong không? Bát phong là tám ngọn gió, thấy không? Thứ nhất là khen, chê, mừng, giận, danh vọng, lợi dưỡng, à những cái thứ mà nó làm cho người tu mình đó dễ bị bay lắm. Giống như là cái quạt, quạt một cái thì tu ngộ không sao bay tới mấy chục ngàn dặm. Thì cái quạt mà ở trong cái câu chuyện này là tượng trưng cho cái quạt của bát phong. Gió này là gió của bát phong. Thì người tu mình không khéo thì mình cũng có thể bị những cái thứ này nó quạt mình đi. Cho nên cái quạt cất ở đâu? Cái quạt cất ở trong miệng, phải không? Thành thử cẩn thận. Có những lời nói người ta đã nói mình bay tuốt luốt, phải không? Có những cái lời khen mà người ta khen thiệt hay khen chơi, hay người ta khen dị tình, hay người ta khen gì cũng cần biết, nhưng mà chính mình đã mất tự chủ, cho nên mình bị bay mất tiêu với những cái lời khen đó, phải không? Ngay cả cái sự buồn giận của mình từ đâu ra? Cũng từ cái lời nói của một cái người kia. Mình không có nghe đích xác cái kẻ kia nói cái gì về mình, mình chỉ nghe người ta học lại thôi, là mình sao? Mình giận tuốt luốt, mình bay tuốt luốt rồi. Cho nên cái bát cây quạt đó, cây quạt đó mà không có cất ở đâu hết á, cất ở trong miệng. Có nghĩa là gì? Ở trên đời này đa số con người mình buồn vui sướng khổ hàng ngày đó là do cái gì? Do từ lời người này nói, lời người kia nói, chứ nhiều khi chính tai mình cũng chưa nghe. Hoặc là đích thân mình có nghe đi nữa thì cũng từ cái miệng qua, cái miệng của người ta. Mà mình phải có cái định phong đơn. Cho nên trong phim đó là có một vị Bồ Tát tên là Linh Dược. Linh là gì? Là màu nhiệm. Dược là thuốc. Mình phải có một cái vị thuốc linh dược cho mình. Đó là cái linh dược gì? Của cái sự định. Cho nên gọi là định phong đơn. Mình phải uống một cái viên thuốc định phong. Và đừng để cho những cái ngọn gió khen chê, tưng bốc, chê trước mặt, chê sau lưng, hay là khen trước mặt, khen sau lưng gì, danh vọng lợi dưỡng gì, nó đều có khả năng nó quạt mình. Đó là cái quạt của bát phong. Cho nên á, tại sao nói là ba lần gạt quạt rồi ba lần quạt đi? Ở đây con số 3 này nó cũng giống như ba lần đập chết bạch cốt tinh vậy. Con số 3 là tượng trưng cho số nhiều. À, có thể nói nhiều hơn, nhưng mà ta nói ba lần là tượng trưng cho cái sự tu hành. Phải, cũng khó lắm. Nói là đừng có bị sự khen chê nó thổi mình, không phải là dễ đâu. Mặc dù nghe rất đơn giản, phải không? Nó đừng có để cho khen chê nó quạt mình, không phải là dễ. Cho nên ở đây nói ba lần quạt là. Cho nên á, mỗi mà hơn nữa ở trong chúng ta đó, mỗi một người có cái gì? Mỗi người đều có sẵn cái quả diệm sơn rồi. Mà đâu phải, phải không? Mà cái quả diệm sơn này á, đâu phải mới có, nó có bao lâu? Nó có cả 500 năm về trước. Quý vị hiểu ý không? Tức là từ trên trời nó rớt xuống á, mà cả 500 năm, ý muốn nói rằng cái quả diệm sơn này nó sẵn ở trong mình rồi. Nhưng mà tại vì á, nó chưa có đủ cái, nó chưa có bị những cái quạt á, cái quạt giả nó quạt, cho nên lửa nó phực phực lên. Cho nên trong này nói á, nhiều khi ở đời cũng vậy, có những cái chuyện nó nhỏ thôi mà mình quan trọng quá, cái nó thành ra gì? Nó thành ra to. Hồi trưa này nè, thì hôm nay là ngày tu học của nhóm người Tây Phương, thì lẽ ra hôm nay họ tu tại chùa. Nhưng mà trong nhóm thì có hai vợ chồng anh Brent với Kathy cũng là đệ tử chùa đó. Thì anh Brent đó, anh pháp danh là Chân Luận đó. Thì anh có một mảnh đất 88 mẫu cách chùa mình 1 tiếng đồng hồ. Thì ở trong đó có một cái nhà gỗ, thì anh mới mời hết tất cả mọi người về đó để tu tập một ngày ở nhà anh. Thì lên đó rồi cũng y như chương trình ở chùa vậy đó, cũng đi thiền hành, rồi cũng ăn cơm im lặng, rồi cũng ngồi thiền, rồi cũng pháp đàm, pháp thoại rồi vậy. Cái thì có một cô này, hai vợ chồng, thì cổ mới muốn rót trà cho anh chồng. Thì cổ mới rót ra, thì nó mới đổ một chút xíu lên trên cái tấm nệm. Thì cổ mới thấy đổ một chút, cho nên cổ ngại, cho nên cổ mới muốn bưng cái ly để ở bên ngoài gạch để cổ rót cho nó dễ và nó không có đổ.
Ai ngờ đâu á thì người vừa bưng cái ly ra đó, cái cổ đưa cái miệng bình xuống, đó là một cái ọc, một cái tràn lan nước ra hết trơn. À cái thì cổ mới lính quýnh quá, cái Pháp Hòa mới trấn an cổ. Pháp Hòa nói đâu có sao, từ 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 từ. Và Pháp Hòa mới nói that's life, có nghĩa là cuộc đời nó vậy đó, nghe không? Quán một chút xíu trà đổ đó cũng có thể là một đề tài thiền đó nha. Thì Pháp Hòa mới giải thích, thì trong lúc mà để cho cổ cũng đỡ ngại ngùng mà mọi người đỡ chú ý được, để cho cái không khí, thì Pháp Hòa chuyển cái câu chuyện. Pháp Hòa nói ở đời nhiều lúc á mình sợ cái nhỏ, nhưng mà tới hồi mà sao à, mình đem ra rồi cái thành ra gì, nó thành ra cái to. Cho nên Pháp Hòa mới nói á, nhiều lúc á ai mà đến complain với tôi chuyện gì đó, tức là đến mắng vốn đó, thường thường tôi nghe một bên, xong rồi tôi nghe một bên nữa, mà tôi thấy cái chuyện nó nhỏ cái tôi cho qua, cái nó hết chuyện. Chứ còn mà nếu mà cái chuyện gì mình cũng đem ra tiện chút, phải không, mình bút cho nó nhiều á thì nó thành ra lớn. Cho nên có ở đời không phải chuyện gì nó cũng thành ra quan trọng. Giống như Pháp Hòa mới đưa cái ví dụ nhé, hồi nãy nó để trên tấm thảm mà cô đổ thì có đổ đi nữa, đổ chút thôi, nhưng mà tại vì cô sợ đổ cho nên cô mang ra mà cô ỷ y đem ra ngoài rồi, cho nên là mọi việc sẽ ok, sẽ an toàn. Cho nên cô vừa trút cái thì cái miệng bình nó ọc trà ra và tràn đổ ra, thay vì nãy tốn một miếng giấy mà giờ phải cả chục miếng giấy, những người xung quanh ai có giấy gom là hết cho cô đó. Thì Pháp Hòa nói ví dụ như vậy. Thành thử ra ở đời có những cái gì mình bỏ qua được á thì mình bỏ qua đi, phải không? Mình mà không bỏ qua được á thì nó thành ra cái lớn. Nếu mà bà La Sát á, bà thấy được rằng á giữa bà với Tôn Ngộ Không chỉ là chuyện cá nhân, bà nghĩ tới cái chuyện đại sự của cả một phái đoàn, thì bà đã cho mượn quạt thì đâu có chuyện gì, phải không? Đâu có cái chuyện mà phải uống định phong đơn, phải bị chui vô bụng, rồi phải bị giả làm chồng của mình, rồi về gạt quạt mình, rồi mình phải đi gạt lại người khác. Cho nên quý vị thấy không, ở đời nhiều lúc á, cái chuyện mình giải quyết được từ đầu á thì mọi việc nó đã êm rồi. Nhưng mà mình á, vì cái sự sân hận của mình, vì trong mình nó có cái quả diệm sẵn rồi, thành thử ra mình bộc lên lửa bên ngoài, rồi lửa đâu nữa, lửa bên trong đó. Cho nên rồi có nhiều lúc á mình xài sai cái phương pháp, cho nên ở đây nó có cái chuyện là mượn nhầm quạt giả. Càng quạt á thì lửa nó càng phượt. Cho nên nhiều khi bạn mình đang phật lửa nó đừng có tới quạt, phải không? Nhiều khi mình quạt nó trật đường ray, nó trật đường ray đi. Thì bữa nay đó, ở trong khi mà đang ngồi ăn như vậy á, thì Pháp Hòa mời tất cả ngồi ăn cơm trong im lặng, thì mình mới đọc cái điều và sướng cái lời Phật dạy đó bằng tiếng Việt đó. Phật dạy chúng ta khi ăn phải giữ gìn chánh niệm, đừng để tâm ý nghĩ tới chuyện vẩn vơ của quá khứ tương lai gì đó. Thì mình đọc xong cái thì có một cô Tây Phương, thì cái cô này á là người Anh, cổ từ bên Anh cổ qua, cổ trị bệnh, cổ nhỏ lắm, cổ mới có hai mấy tuổi thôi, mà cổ ngồi kể từ khi mình sướng cái lời đó xong rồi đọc năm lời quán nguyện ăn cơm rồi là cổ khóc suốt buổi ăn luôn. Nhưng mà nếu mà Pháp Hòa mà vuốt cổ ngay tại chỗ đó mà hỏi cô có sao không, thì cổ sẽ sao? Cổ sẽ càng khóc hơn nữa. Và người ta nhiều khi người ta khóc nhưng mà người ta lỡ trớn rồi người ta phải khóc nhưng mà ta không muốn ai biết. Rồi mình tỏ vẻ ra là mình một người từ bi, rất là compassionate, rất là dễ thương, rất là gentleman, thì nó trật. Thành thử đôi khi muốn vuốt mà không biết cách vuốt đó, thì càng vuốt nó càng sao? Nó càng nhột. Có nghĩa là mình càng quạt á, thì lửa nó càng phật. Cho nên Pháp Hòa vẫn bình tĩnh ngồi ăn với mọi người bình thường. Thì một lát sau khi mà cổ bước ra khỏi cái phòng ăn rồi, cái chỗ đó rồi, thì có một cô mới rót trà để sẵn cho cổ. Thì Pháp Hòa nói tốt, quý vị nên chăm sóc cái cô này nhiều một chút, cổ rất là cần cái sự hỗ trợ của mình. Thì thật ra mấy tuần lễ nay là cổ đến đây á, là quý thầy đã luân phiên nói chuyện với cổ rất là nhiều, vì cổ có những cái bệnh mà cổ không có buông bỏ được, mặc dù cổ đang trị bệnh và bệnh cổ đang hết chứ không phải là không. Tại vì Pháp Hòa có nói chuyện với những cái người giúp cho cô ở đây, thì họ nói là cổ không có sao, nhưng mà tại vì á cổ quan trọng quá cái bệnh của cổ rồi, còn mà nhiều khi á mình càng quan trọng cái mình buồn rầu thì cái bệnh nó lại càng lâu hết.
Đó, thành thử là nhiều lúc bệnh, bệnh thân, nhưng mà cái tâm nó quan trọng lắm. Tại vì nếu cái tâm mình có thể thư giãn được á, thì nó giúp cho cái vấn đề điều trị cái thuốc. Tại vì người ta đang điều trị bệnh cổ ăn không được, mà người ta đang cho cổ ăn, mà cổ càng suy nghĩ, cổ lo lắng á, thì lại thức ăn nó không tiêu hóa. Mà khi mà thức ăn không tiêu hóa thì người ta phải tăng liều thuốc. Mà cứ như vậy mà hai bên, thì Phổ Hòa mới khuyên cô là nên nhẹ nhàng. Thấy không? Cô cứ buông bỏ là gì? Cô đang trị bệnh, mà nếu cô có thể buông bỏ được thì người ta giúp cho bệnh cho cô dứt rất là nhiều. Mà cô càng bị gì cái bệnh của cổ lẽ lo nhiều chừng nào á, thì là ăn không tiêu. Cái gốc của nó là do không tiêu. Mà người ta đang trị, người ta đang tìm cách nào cho cô ăn đúng cái thuốc thức ăn nào cho hợp cho cái bệnh tình của cô. Đó, thành thử ra nhiều khi mình muốn tắt lửa, mình tới bạn bè của mình nhiều khi người ta đang giận, người ta vẫn phiền cái gì đó, có nhiều lúc đó, mình không có cần nói, thấy không? Hoặc là có nhiều lúc mình nói thì cũng phải biết cách lúc nào nên nói. Cho nên ở đây nhiều lúc đó, lửa nó đang phần mà mình lấy nhầm lộn quạt đó, có nghĩa là mình dùng sai cái phương pháp thì đôi khi nó cũng không có kết quả. Cho nên đó, nghĩa là trong kinh cũng có câu gọi là pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Cái pháp còn phải nhiều lúc còn phải buông, huống là những cái không phải pháp. Cho nên Phật pháp không phải lúc nào mình cũng có thể dùng được. Tại có những lúc mình dùng mà nó không có đúng thời, đúng lúc à, thì nó có tác dụng gọi là phản tác dụng. Thấy không? Cho nên nó ở trong mình là ai cũng có một cái quả diệm sơn hết á. Mà quả diệm sơn này nó lâu rồi. À, mà nếu mà chúng ta không dập tắt được cái quả diệm sơn á thì chúng ta không đi được đến Tây Phương. Cho nên trong cái phim nói rằng, trong truyện nói rằng, nghĩa là quả diệm sơn mà không dập tắt thì phái đoàn phải lui về thôi. Tại vì khi nào mà quả diệm sơn tắt lửa thì phái đoàn phải leo lên cái núi này thì mới qua được bên kia của cái chuyến đường đi. Thì cũng như vậy à, quả diệm sơn đây cũng có thể là những cái gì, những cái gì mà nó làm cản trở mình. Mà ở đây người ta muốn nói nhiều nhất là cái sân hận của mình. Cái sân hận. Cho nên á, ở đây á, cuộc sống của mình á, nó sẽ nhẹ nhàng, nó sẽ an vui hơn nếu mình có thể tự chủ được bát phong. Người ta có quyền khen và người ta cũng có quyền chê. Đó là quyền của người ta. Nhưng mình là người trí, phải như ngọn núi kiên cố giữa những phong ba. Cũng như vậy, mình là người trí, phải vững giữa những tiếng khen, tiếng chê. Tại vì khen chê nó là, nó không có thật. Mà nhiều khi á, nó khen nhiều thì lại có nhiều cái gì, nhiều cái không có tốt cho cái con đường tu học của mình. Thấy không? Không phải là dễ đâu, khó lắm đó, chứ không phải dễ đâu. Vì vậy cho nên trong truyện mới nói là đâu có dễ cho mượn quạt. Thấy không? Ở đây nó không phải dễ, nhưng mà ở có những cái đoạn đầu, quạt nó cũng có nghĩa là cái sự bát phong. Thấy không? Và quạt tắt lửa cũng có để nói lên cái sự định tĩnh ở nơi mình. Cho nên á, có những cái lúc á, mình muốn muốn dẹp tắt chiến tranh giống như là vấn đề lửa vậy đó. Nhưng mà mình phải biết rằng chiến tranh nhiều khi nó ở đâu, nó ở ngay nơi lòng người. Hôm nay á, trong cái buổi vấn đáp á, thì có một anh Tây Phương anh mới hỏi rằng có những cái điều mà nó đang xảy ra ở một số nước, và đó là vấn đề kỳ thị tôn giáo và đã gây lên rất nhiều cái cuộc chiến tranh, gọi là những cái cuộc chiến tranh tôn giáo. Cái thì Pháp Hòa mới nói rằng đâu phải chỉ có một chiến tranh đó, nó còn nhiều thứ chiến tranh khác nữa. Nhưng mà tại vì mình không thấy thì Pháp Hòa mới nói ví dụ. Pháp Hòa mới nói ví dụ như thế này. Thí dụ như bây giờ á, anh đang sống ở đất nước này thì anh đang nhìn qua cái xứ Tích Lan hay là xứ Ấn Độ hay là xứ Thái Lan, Mã Lai, thì anh thấy có những cái cuộc chiến thì anh nói tại sao. Nhưng mà người khác sẽ nhìn vô cái thế giới của mình, chẳng hạn như là nước Mỹ
thì người ta sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao tới giờ phút này rồi mà còn chiến tranh. Vậy thì chiến tranh đâu phải chỉ một loại chiến tranh tôn giáo, mà nó nhiều thứ chiến tranh nữa. Và cái trọng yếu nữa là chiến tranh ngay nơi cái tâm của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói, quý Hòa mới đưa ví dụ với họ. Tôi nói ví dụ như bây giờ nè, tôi mời quý vị ăn bánh mà tôi đưa ra hai hộp bánh, thì ngay cái khoảng mời bánh đó thôi cũng có một chút xíu chiến tranh rồi đó. Chiến tranh gì biết không? Không biết ăn cái nào. Nó cũng có những cái sự chống. Thí dụ tôi đưa một thứ thì là bóc liền thôi, không có cái sự phân vân, không có chiến tranh là cái nào với cái nào. Nhưng mà khi có cái hai để mà so sánh thì mình lại sao? Muốn cái nào hơn, cái nào ngon hơn thôi. Đó là một chuyện, đúng không? Ngay cái ăn thôi mình đã có chiến tranh rồi. Rồi Pháp Hòa đưa ví dụ nữa, ngay cả tình thương thôi cũng có chiến tranh nữa. Mặc dù nó được mệnh danh tình thương, đồng là con của mình, nhưng mà đứa nào nghe lời á thì mình sao? Thương nhiều. Còn đứa nào mà không nghe lời thì mình bớt để ý với nó một chút. Mặc dù tất cả đều được mệnh danh là tình thương, nhưng mà trong cái tình thương đó nó cũng có những cái sự xung đột. Cho nên mình đã xung đột từ cái nội tâm của mình một người rồi, xung đột ở đâu nữa? Một gia đình, một thành phố, đưa lên một tỉnh, một xã hội và cả thế giới. Cho nên chỉ khi nào tâm mình bình thì thế giới mới bình. Mà tâm mình mà loạn, tâm mình còn loạn thì thế giới khó mà bình được. Tại vì lòng người mà còn sao? Còn hơn thua, còn tranh chấp. Đừng nói chi nghĩa là ta hơn thua tranh chấp chuyện danh lợi ngoài đời. Nhiều khi mình vô chùa rồi, mình làm Phật tử rồi mà mình còn gì? Đôi khi mình cũng còn tranh chấp, mình cũng còn muốn hơn thua nữa, chứ đừng nói là cái chuyện ở bên ngoài. Đâu phải là dễ, phải không? Cho nên á, mỗi người của mình phải có một cái định phong đơn để làm gì? Để định hướng lại con đường của mình, để định lại cái tâm của mình. Đừng có để những cái gió khen chê, danh lợi, được mất, thua hơn, vân vân, những cái đó nó sẽ quạt mình, nó sẽ làm cho mình bay mất. Và mình đã sẵn lửa rồi mà mình không biết tu tập thì lửa nó càng phực lên bởi những cái quạt. Sao muốn mượn nghĩa là gì? Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, mà vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. Nghĩa là muốn làm phước e không được phước, muốn thoát trần nhưng lại nhiễm trần, giống như Ngộ Không. Muốn lấy quạt quạt lửa nhưng mà lại quạt không được, mà làm lửa càng phực nữa. Cho nên nếu mà không có một cái sự can thiệp của những cái bậc ở trên đó thì coi chừng, thấy không? Sự can thiệp của Quan Âm, của Hồng Hà, của Na Tra là gì? Đó là sự can thiệp của chánh pháp, sự can thiệp của sự bình an, sự can thiệp của tình thương. Cho nên mình ở đời mà mình cái gì cũng giải quyết bằng xương máu, nghĩa là lửa đối với lửa không thì không được. Cho nên đôi khi mình phải lấy cái gì? Chỉ có lấy tình thương mới dập tắt được hận thù. Phật giáo như vậy đó, không? Lấy hận thù, diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Chỉ có tình thương mới giải quyết được. Bây giờ quý vị thấy không? Không biết chiến tranh giữa Mỹ với Iraq chừng nào mới chấm dứt. Mà càng ngày á thì cái số tiền mà đổ vô cho chiến tranh càng ngày càng nhiều ra, nhưng mà không có kết thúc. Là vì nợ quá nhiều rồi, hết đời này trả, đời khác trả, nó lây lất, nó triền miên. Cho nên gọi là triền miên. Triền là gì? Triền là cột lại, miên là kéo dài ra, nó cột, nó trói và nó kéo dài, không có chấm dứt. Mà rồi cho nên ở đây á, quý vị mới thấy nè, Ngu Ma Dương á đã có vợ là một người tài như bà Thiết Phiến công chúa, phải không? Đẹp rồi ha, tài rồi ha, vậy mà vẫn sanh cái tâm gì? Sanh cái tâm gì? Sanh cái tâm ham mê người khác. Đó là phạm giới thứ mấy? Phạm giới thứ ba, phải không? À, cho nên á, ở đây á, cái cô con gái mà
mà người vợ lẽ của Ngưu Ma Vương đó là ai? Là một con hồ ly tinh. Bị gì toàn là ma quái không à? Chính vì Ngưu Ma Vương có vợ, có vợ lẽ, cho nên á, ở trong này á, cái thời của ông Ngô Thừa Ân mà ông sống vào, ông khi mà ông viết cái bộ truyện Tây Du này á, ông sống vào cái thời ở bên Trung Quốc mà người ta còn một cái phong kiến lớn lắm. Cái phong kiến của người ta là gì? Trọng nam khinh nữ. Cái phong kiến của người ta là người đàn ông có quyền có nhiều vợ đa thê. Cho nên ông viết cái câu chuyện này lên á, ông cũng muốn làm gì? Muốn nói lên một cái vấn đề là không nên có nhiều vợ. Ông Ngô Thừa Ân ông viết cái này ngoài cái nhìn Phật pháp á, nếu mà nhìn bằng con mắt xã hội giữa thời của ông cũng có nhiều cái ông muốn nói lên lắm. À, giống như cái chuyện đầu tiên nhất là khi mà đại náo thiên cung đó, nghĩa là người ta sắp đặt là ông này là phải là ông vua, và vua mà phán xuống là mọi người phải nghe, thí dụ vậy đó, cho nên nó nổi loạn, thấy không? Thở đây cũng vậy, ông sống vào cái thời mà người ta cho người đàn ông có quyền có nhiều vợ, cho nên ông mới đưa ra cái câu chuyện rằng á, không nên, thấy không? Ở đây á, muốn bảo vệ gia đình thì mình đừng có sanh cái tâm đam mê một cái gì hết. Ở đây là nói ra người con gái, chứ thật ra không hẳn. Ở đời hễ mình mê cái gì mà cái đó mà mình mất tự chủ, mà cái đó nó là điều khiển mình, nó đều là hồ ly hết. Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ như mình mê cờ bạc. Mình mê cờ bạc á, thì mình có còn tự chủ được không? Vợ mình cũng gạt, hay là chồng mình cũng gạt. Nghĩa là đến mức độ là mình bất cần, miễn có tiền để cho mình đi đánh bài thôi là được rồi. Thì tất cả những cái thứ mê gì trên đời này, nó làm đổ vỡ gia đình, nó làm mất hạnh phúc gia đình. Những thứ mê đó đều có tác dụng giống nhau, nó đều được mang cái tên hồ ly giống nhau. Ở trong chuyện là nói rằng ông Ngưu Ma Vương mê vợ lẽ, nhưng mà thật mình cũng có thể hiểu được rằng cái gì mà làm cho mình bị mê và mất mình, bỏ bê gia đình, lơ là gia đình, hay là buông bỏ những cái chính đáng ở trong cuộc đời mình, thì nó đều là hồ ly. Cho nên á, ai mới đủ khả năng đánh hồ ly? Ở trong truyện lại đưa Sa Tăng ra đánh. Sa Tăng là tượng trưng cho định. Chỉ khi nào có cái định mới phá được ổ của hồ ly. Ở trong đó nói, ở trong chuyện đó, nghĩa là Sa Tăng phải lấy cái vũ khí của Sa Tăng đập bể cái động đó, cái hồ ly đó, và đồng thời gọi là sao, là đồng thời là giáo hóa cái con hồ ly đó luôn bằng cách là diệt nó đó. Cho nên ở đây cũng vậy. Rồi khi mà mình, mà quý vị thấy không, nếu như mình, ông Ngưu Ma Vương mà ổng không có bỏ bê vợ ổng á, thì vợ ổng đâu có buồn, mà vợ ổng đâu có buồn thì đâu có bỏ lơ con cái, mà chính bỏ lơ con cho nên con nó mới đi làm yêu quái, Hồng Hài Nhi nó mới làm yêu quái. Nhưng mà cũng còn một chút đức phước đức ông bà là Hồng Hài Nhi được Quan Âm độ. Nhưng mà ở trên đời này mấy người được cái may mắn mà được sự giáo hóa cho con mình như vậy? Phần lớn là sao? Con mình nó đi sai đường lạc lẽo. Là vì sao? Là vì mạnh cha cha đi, mạnh mẹ mẹ đi, thì con cái nó làm sao? Nó cũng mạnh nó đi. Và phần lớn khi nó lớn lên, nó không biết được đi, thì nó đi vào con đường tà. Giống như là Hồng Hài Nhi mà trở thành yêu quái của một vùng, mặc dù nó chỉ là một đứa con nít, nhưng mà nó thành chúa đảng, nó trở thành ra những cái đứa nhỏ gọi là tinh nghịch đó. Nhưng mà cũng may phước là Quan Âm độ nó, chứ nếu mà Quan Âm mà không độ nó thì bây giờ sao? Nó cũng đã thống lãnh một cái, nó vẫn còn là một cái người yêu quái ở một cái vùng nào đó để mà thống lãnh, thấy không? Thành thử ra ở cái câu chuyện này mình cũng học được một cái chuyện là hễ khi mình mê một cái gì mà mình lơ là, mình đánh mất cái mà chúng ta đang có, thì trở thành ra hư hao tan nát hết. Hồi chiều trên đường đi á, thì Pháp Hòa có nói chuyện với một cái ông
Tây Phương. Thì ông mới kể cho Pháp Hòa nghe rằng á, đứa con của ông á, nó bỏ nhà đi hồi nó 17 tuổi. Bỏ học, bỏ nhà. Và suốt cả 1-2 năm đầu là hai vợ chồng gặp nó chừng 1-2 lần thôi. Thì cuối cùng á, nó thân sơ thật sở như là nó quỷ ở trên cuộc đời nó rồi, bắt đầu nó trở về. Và quý vị biết bây giờ khi mà nó trở về rồi á, bây giờ á, sáng 8 giờ tới 9 giờ đi học thêm, rồi học thêm cái nghề bán nhà đất. Nhưng mà cũng may mắn á, nó quen được một đứa bạn. Mà cái đứa bạn này á, đã khuyến khích nó, đã dẫn dắt nó trở về với gia đình, đã dẫn dắt nó trở về cái con đường gọi là ăn học đàng hoàng. Thì Pháp Hòa mới nói giọng á, hai vị vậy là còn có phước lắm, hai vị rất là may mắn. Ổng là một người trí thức nha, một người có học cao lắm trong xã hội. Và ổng nói rằng á, thầy biết không, nghĩa là những cái gì, những cái sở học của tôi trong đời tôi đem tôi nói hết cho con tôi nó nghe, nhưng mà nó đâu có vô một chữ nào đâu. Nó không có vô được một chữ nào hết. Nó đi con đường của nó. Giống như tôi nhớ hồi nãy thầy giảng, thầy nói vậy. Thầy nói nhiều khi mình muốn tưới cỏ mà cỏ ở dưới, muốn tưới hoa mà hoa nó không lên mà lại lên nhập cỏ. Hồi nãy Hòa nói câu đó ở trên cái chỗ nói chuyện đó, thì ổng trên đường về ổng nhắc lại câu đó. Ổng nói hồi nãy thầy nói một câu tôi nghe tôi thấm. Nhiều khi muốn tưới cỏ bông, tưới hoa, hoa nó không lên mà cỏ nó lại mọc. Thì tôi lại nghĩ tới cái chuyện gia đình tôi y hệt vậy đó. Tôi tưới nó từ nhỏ tới lớn mà nó không lên như tôi muốn mà. Nhưng mà cũng may phước. Thì tôi Pháp Hòa mới nói là ông may phước là nó có đứa bạn mà biết dẫn nó về. Ông may phước, nó đúng, tôi may phước. Thành thử ra mình mới biết rằng qua cái câu chuyện này thì mình thấy mình học được vài điểm ở trong này. Thứ nhất là gì? Ở nơi mình có đều có cái quả diệm sơn đó. Và chúng ta cần phải biết cách để mà chúng ta dập. Và khi chúng ta học là một cái người dập tắt lửa của người khác thì phải lửa đúng thời, đúng lúc. Chứ còn không, nhiều khi mình quạt trật. Thí dụ như người ta đang buồn bực gì đó, mình lại mình dẫn chơi, mình nói chuyện giỡn, chết. Người ta đang bực mà lại nói chuyện chơi, không có đúng lúc. Cái thì người ta bực lên, người ta nói mình cái nói, người này, mình dùng cái từ nặng chút, vô duyên đó, ta lại giỡn cũng kiếm chuyện cũng gây. Thì người ta mắng mình lại, người ta nói mình cũng vô duyên thứ gọi là số 1 luôn. Thì không thấy ta đang bực sao lại nói chuyện chơi. Thí dụ vậy, thành thử ra leo thang vô duyên với nhau, leo thang làm khổ nhau. Cho nên quạt trật á, lửa nó phừng, thấy không? Rồi thì cái thứ nữa đó là mình phải nên đừng có nghĩ tới cái vấn đề cá nhân. Có những cái mình với người đó là cá nhân, nhưng mà khi làm việc nên nghĩ việc chung. Mình đi vào trong một đoàn thể cũng vậy, làm cái gì cũng nghĩ tới cái chung thì mình sẽ đem lại kết quả nhiều lắm, mà mình sẽ đỡ phiền tới những người khác lắm. Còn mình mà cứ nghĩ tới cá nhân của mình không thì nó rất là nguy hiểm. Là tại vì chẳng những mình bị thua thiệt, thấy không, rồi mất thì giờ trong vấn đề hơn thua, mà còn phiền tới người khác phải ra mặt giải quyết cho mình nữa. Giống như là Hồng Hài Nhi rồi Quan Âm đồ xuống can thiệp trong cái chuyện này. Ở trong phim thì không nói, chứ trong chuyện còn kể lúc mà Thiết Phiến công chúa mà thua rồi đó nghe, hỏi giờ muốn làm sao đó, thôi để tôi về núi tôi lo tu. Chứ phải hồi đầu mà lo tu mà thấy rõ được thì đâu có chuyện. Thành thử ra ở đây cũng có cái hay để mình học. Luôn luôn phải nghĩ như thế này, cá nhân của mình chỉ là một phần nhỏ thôi, mà cái gì đoàn thể, tập thể là quan trọng. Cho nên đôi lúc á, mình chịu hẹp hòi một chút. Hẹp hòi để làm gì? Không phải mình thua người đó đâu, mà để mình thắng được cái sân hận, cái sự thù hằn cá nhân đó đến mình. Thì Pháp Hòa cũng hay thương với đại chúng á, nhiều lúc mình sống ở đời mình nhận thua người ta một chút để làm gì? Để mình được thắng mình. Tại vì thắng mình không phải dễ đâu, thắng mình khó lắm. Tại vì mình nghĩ mình là số 1, mình nghĩ mình có đủ bản lãnh để đối phó với người này, mình đủ bản lãnh để đối phó với người kia.
Cho nên nó sống như vậy rồi trở thành ra mình lâu ngày nó trở thành ra một người sao? Sống lúc nào cũng phòng phập phòng và tính toán đối phó người này, đối phó người kia, nó cũng mệt mỏi lắm. Nó cũng mệt mỏi lắm. Mà nhiều khi mình sống rất là đơn giản, rất là chân chất vậy mà nhiều khi nó khỏe hơn. Thì quý vị hiểu được cái chuyện quả diệm sơn rồi phải không? Rồi khi mình đi qua đến một cái câu chuyện khác, là khi mà thầy trò dập tắt được cái quả diệm sơn rồi thì thầy trò lên đường tiếp tục. Thì đi đến một cái nơi đó thì một cái nơi rất là đầy đủ và phồn thịnh, tấp nập mua bán và người. Nhưng mà khổ thay, ở trong cái đám đông đó lại có một số các thầy tu đang bị đeo những cái xiềng, những cái xích và bị hành hạ. Thì thầy trò mới điều tra thì mới biết được rằng á, ở nơi cái đất nước này á, nó có một cái chùa tên là chùa Kim Quang. Kim Quang là ánh sáng của cái ánh sáng màu vàng, ánh sáng rồng, rằng rồng. Thì ở trên đỉnh tháp có một cái viên bảo vật. Thì các cái nước khác á, họ không có dám xâm lăng vô cái nước này, là vì họ sợ cái viên bảo vật đó. Thì một hôm á, ông vua ông đang khoe với các cái nước khác cái bảo vật á, thì tự nhiên có một cái án mây đen nó ụp tới và nó cướp mất đi cái bảo vật đó. Thì ông vua nó nghi là những cái ông thầy ở trong chùa nó lấy, cho nên ông mới hành hạ, ông mới đóng cửa chùa rồi ông làm đủ thứ chuyện hết. Thì thầy trò Đường Tăng tới đó điều tra thì mới tìm ra, thì mới biết được rằng á, là do một cái con sâu chín đầu, thấy không? Một cái con sâu chín đầu nó ăn cắp cái viên bảo vật đó. Thì Tôn Ngộ Không phải đi xuống tận với Long Cung á để mà đòi lại cái viên bảo vật đó, và cuối cùng đánh một trận rồi bắt đầu mới đem được cái bảo vật đó về trả lại cho ông vua. Thì ở đây á, nó chỉ có một cái ý chính thôi, là có nhiều người cho rằng á, cái người tu Phật giáo á, là cái người yếm thế chán đời, chỉ có biết lo cho mình mà không biết nghĩ tới người khác. Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Trong tất cả những giáo lý của đạo Phật, giáo lý nào cũng có phần tự độ và cũng có cái phần độ tha hết. Giáo lý nào cũng có cái phần giúp cho mình an tịnh và đồng thời cũng giúp cho người khác an tịnh hết. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như mình tụng kinh đi. Mình tụng kinh là giúp cho mình an tịnh phải không? Giúp cho thân, miệng, ý của mình an tịnh. Nhưng mà cùng khi mình đang tụng kinh đó, mình có giúp cho người khác an tịnh không? Có chứ. Tại vì khi mình tụng kinh đó, mình tụng mà với cái âm điệu của mình và tiếng chuông, tiếng mõ, làm cho cái người khác họ ngồi bên ngoài họ nghe cái lời kinh của mình á, họ cũng được lắng dịu cái tâm tư của họ xuống. Rồi thí dụ như giờ người ta đang bệnh, mình tới mình nói để chúng tôi sẽ cùng cầu nguyện cho anh một chút. Thì khi mà mình an tịnh cái tâm mình cầu nguyện như vậy, thì tự nhiên mình làm cho cái người bệnh nó cảm thấy sao? Cảm thấy rất là bình an, được cái sự hỗ trợ tinh thần, cái sự mật niệm, cái sự gia tâm chú nguyện của mình. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra làm bất cứ một cái gì nó cũng đều mang cái tính chất độ mình và độ người, mà đạo Phật dùng cái từ là tự độ và độ tha. Tha là người kia ở bên ngoài, tự độ là mình độ mình, độ tha là độ người khác. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như Pháp Hòa thỉnh một tiếng chuông, thì khi trước khi Pháp Hòa muốn thỉnh một tiếng chuông á, thì cái tiếng chuông Pháp Hòa nó phải làm sao? Cái người thỉnh phải an tịnh cái tâm, và khi cái người thỉnh chuông mà an tịnh cái tâm thì làm cái tiếng chuông nó cũng làm sao? Cái tiếng chuông nó cũng an tịnh và tiếng chuông rất là ngọt ngào, thì làm cho cái người nghe cảm thấy làm sao? Cảm thấy cũng lắng dịu cái tâm xuống. Mà nếu mà thân phận cái chuông á, mà nó được một cái người an tịnh mà thỉnh á, thì nó cũng cảm thấy mát dịu. Chứ nếu mà cái người nào mà đang phiền muộn bực bội á, thì cái chuông nó cảm thấy rất là đau đớn, là tại vì người ta đang đánh nó, người ta đang đập nó, người ta đang gõ nó, chứ người ta không có thỉnh nó. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa giận nè,
Rồi Pháp Hòa mới thỉnh một cái bao nhiêu cái chuông như vậy đó, thì cái chuông cảm người nghe cũng cảm thấy chát Chúa phải không? Rồi mình cũng cảm thấy chát Chúa, và nếu nó cái chuông nó nói được nó cũng là ao, nó cũng nó đau quá, là tại vì mình không thỉnh bằng cái tâm an tịnh. Đó. Vì vậy cho nên nếu mà mình biết nhìn với cái mình biết làm việc gì cũng bằng cái sự tự độ và độ tha đó, thì chuyện gì nó cũng trở thành ra Phật pháp, và nó cũng mang được cái tính chất tự độ độ tha hết. Cho nên ở trong này mới nói rằng phái đoàn thầy trò Đường Tăng đã đem tâm lực của mình xuống tận Lâm Cung ăn cắp lại cái bảo vật Định Quốc, thì cái nước này nó rối loạn, các chư thần ở xung quanh không phục tục nữa, rồi chùa chiền ở trong nước nó bị người ông vua nghi ngờ là ăn cắp, cho nên nó đảo lộn ở trong chùa lên hết, cả một cái đất nước nó đảo lộn lên hết. Mà bây giờ chỉ cần mang cái bảo vật nó về để lại cái chỗ cũ á thì sao? À thì tự nhiên mọi việc nó bình an trở lại. Cũng như vậy, tại vì mình không thấy được cái tính cách làm cái gì cũng là làm cho mình mà cũng là làm cho người á, cho nên đất nước nó mới rối loạn. Mà bây giờ nếu mà đem cái viên ngọc bảo vật đây là bảo vật của cái sự biết nhìn, biết tu, biết hiểu, thì tự nhiên mọi việc nó bình lại hết. Cho nên kim quang mà, kim quang là gì? Là ánh sáng. Cho nên trong cái phim để khi mà cái viên ngọc để vô cái tháp là nó lóa lên, nó chiếu sáng ra, làm cho mọi người vui mừng. Ông vua cũng vui, ông thả hết mấy ông thầy trong nước đó, không còn nghi ngờ nữa. Mà thần dân trong đó cũng vui, mà những cái nước nhỏ nhỏ xung quanh thần phục về cái nước này ha. Đó. Bây giờ mình nói ví dụ như mình nấu ngoài cơm mình ăn. Trên cái bình thường á thì mình thấy sao là mình nấu để mình ăn. Nhưng mà nếu mình nghĩ chút kia đồ độ tha đó có độ không? Có chứ, là tại vì nhờ mình có nấu cơm mình ăn, cho nên mình phải xài gạo, mà có xài gạo là mình giúp cho người khác được bán gạo tiếp tục. Quý hiểu ý không? Cho nên á, mình vô cho mình tới đâu mình làm việc gì á, không ngoài cái chuyện á, mình làm đó là mình đi làm công quả, mình bòn phước cho mình nữa. Cái đó là tự gì? Tự độ. Nhưng mà trên thật ra đó mình cũng độ tha nhiều lắm. Mình độ tha nhiều lắm. Mình lên lên chánh điện nè, mình lao, mình dẹp, mình quét, mình làm cho sạch sẽ, thì tự nhiên cái người vô thì họ cảm thấy sao? À, họ sẽ cảm thấy rằng vào cửa Phật hồn lân lân thoát tục. Hồi nãy Pháp Hòa mới vừa đi về có hai vợ chồng. Chồng là người Nga, vợ là người Mông Cổ. Thì bà vợ dẫn ông chồng qua đây đi làm được 2 năm. Rồi làm giấy tờ bảo lãnh vợ con qua. Vợ con mới qua được có mấy tháng thôi, mà ở cách mình 100 cây số. Hồi nãy anh mới chở vợ con lên đây, mà cả gia đình là Phật giáo. Anh này người Nga cũng đạo Phật, cô này người Mông Cổ cũng đạo Phật. Và hai người lên lại Phật rất là thành kính. Và cô vợ khóc. Thì ông chồng bị cô vợ không biết nói tiếng Anh, thì ông chồng mới nói là cho Pháp Hòa nghe. Nên vợ tôi hồi nãy đi vô đây á, thấy cái chánh điện á, nó bình an, nó yên tĩnh, nó trang nghiêm. Mà vợ tôi rất là tiếng Anh nó gọi là touching, tức là không biết tiếng Việt mình nói sao ha, cảm xúc hả? Rất là cảm động. Và cô vợ khóc, và hai vợ chồng dẫn đứa con quỳ xuống và xin thầy blessing, tức là thầy chú nguyện, thành tử đưa đứa con này. Rồi mình cũng lại mình vuốt nó, kêu mình quạt nó vài cái vậy mà vui lắm. Quý vị thấy không? Thành thử ra nếu mà mình để cái chùa của mình nó lung tung beng á, thì người ta đi vào người ta đâu có cảm thấy cái bình an. Rồi bây giờ mình nói nè, mọi người đi vô đây mà ai cũng lo tu á, thì tự nhiên nó tỏa ra cái gì? Nó tỏa ra được cái không khí tu học, nó tỏa ra được cái ánh sáng tu học. Cho nên người ta bước vào đây, người ta cũng cảm nhận được cái khí lực của cái sự tu học. Còn một cái nơi mà nó lạnh ngắt như tiền, không ai ngó ai, không ai nhìn ai, mà nếu có nói với nhau á, bên này phun lửa ra như Hồng Hài Nhi mà khạc lửa đó, thấy không? Thì bên kia cũng là quả diệm, thành thử mà quả diệm sơn mà gặp Hồng Hài Nhi mà phật lửa nữa thì sao? Nó phật. Mà ai đi vô trong này họ ngồi hồi họ cũng cảm thấy nóng bức, thấy không? Còn nếu không á, ai đi vô trong này sẽ cũng cảm thấy ngồi hồi sao nó ớn xương sống quá,
hay nó lạnh lẽo quá, thành thử người ta không tỏ được cái sự tu hành. Cho nên mình làm cái gì cũng vậy, mình ngồi tụng kinh, mình nói một lời ái ngữ với nhau, đừng có nói là cái chuyện nó độ tha dữ lắm, mà trước nhất nó độ ai biết không? Nó độ được cho thầy trụ trì đỡ nhức đầu giải quyết, nó độ được cho sư cô trụ trì đỡ bị complain, cứ lát lên gõ cửa thầy giải quyết giùm con đi ha, cái chuyện này thầy phải làm cho nó sáng như mặt ban ngày, còn không là con không chịu đâu ha, còn thầy mà không giải quyết là con về nhà con tu với má con luôn. Thành thử ra nó mệt dữ lắm. Cho nên bất cứ một việc gì mình mà có được cái hạt ngọc định quốc đó rồi á thì sao, mọi người xung quanh người ta an dữ lắm, ta phiền người ta làm sao ta bớt phiền bớt muộn dữ lắm, là gì, mình có cái sự nhìn nhận cái ánh cái bảo ngọc đó, thấy rõ phải làm gì, phải nói gì, độ tha. Bây giờ mình nói ví dụ như á, mình làm thức ăn mình gây quỵ, ta nhìn là sao, à mấy anh là tự độ không, thế là gì, bán thức ăn kiếm chút ít quỵ. Nhưng mà trên cái phần độ tha có không? Có, là tại vì người ta ăn chay, người ta không biết nấu, mình nấu cho người ta ăn chay, mà khuyến quán người ta ăn chay, nấu lợi mình là mình cũng kiếm được chút ít. Mà sao nữa, độ tha là cho người ăn chay. Cho nên đừng có nói chuyện gì mình cũng độ tha được hết, phải không? Nhưng mà chúng ta phải khéo nha, chúng ta phải khéo làm. Còn nếu không thì sao, sẽ bị một cái đám mây đó, nó tới gì, nó ập tới, nó ăn cắp mất cái gì, ăn cắp mất cái viên ngọc đó. Giống như là bị gì, nó có tới 9 cái đầu lận. Nhiều khi á, nó là một con sâu mà nó làm rầu cái nồi, nồi cánh. Cho nên trong chuyện nó là một con sâu 9 cái đầu. Nhiều lúc á, nó thiên hình vạn trạng, nó không phải chỉ một cái đầu, nó không phải ló cái đầu nó ra để cho mình thấy đâu. Nó vi tế lắm, nó vi tế lắm. Mà chỉ cần một đám mây tới thôi thì con sâu 9 đầu đó sẵn sàng nó nhào ra là nó cướp cái viên ngọc đó. Mỗi một con người mình cũng là một đất nước, khi tâm hồn mình nó xáo trộn lên giống như đất nước mình nó không bình an vậy đó. Hôm nay bắt đầu buổi pháp đàm, Pháp Hòa kể cho người Tây Phương nghe câu chuyện. Một người đệ tử tới gặp thầy, thầy hỏi con ở đâu tới đây, từ đâu về. Người đệ tử mới nói dạ con từ Toronto về. Ông thầy mới nói từ Toronto, thành phố đó náo nhộn dữ lắm. Thì người đệ tử chắp tay nói dạ bạch thầy, thành phố Toronto náo nhộn nhưng mà đất nước của con bình an. Quý vị có hiểu được câu chuyện thiền đó không? Dù thành phố Toronto xáo trộn nhưng mà quốc độ của con, lãnh thổ trong nội tâm của con bình an. Ông thầy gật đầu chịu lắm. Đệ tử có tu có học, mà thầy muốn dạy cái gì, thầy muốn nói về đệ tử học được hết. Cho nên mình nó nghe, đi chùa mấy bao nhiêu năm nay, nghe thầy nói rỉ rả hàng tuần một ngày, ít nhất một tuần lễ cũng 2 buổi nha ha. Rồi thầy đã nói lên được những cái tâm nguyện của thầy qua những lời nhạc nha, qua những câu thơ nha, mà mình không học được nữa đó, mà mình cứ để cho đám mây đó nó cướp cái viên ngọc của mình đi, mình để cho cái đám mây đen nó bao trùm cả cái quốc độ của mình đó nghe, thì thôi thầy còn có cái nước đập đầu vô gối chết cho rồi chứ sống chi nữa. Là vì sao? Là vì đã nói đến cái mức như vậy, mà nói theo người Bắc là nó toạt móng heo đó. Nó rõ ràng ràng ra như vậy mà vẫn chưa có hiểu ý nữa thì thôi còn gì nữa bây giờ. Cho nên á, nhớ là bất cứ một cái việc gì mình làm cũng đều mang cái hạnh nguyện tự độ và độ tha. Tu là gì? Tu là chuyển chứ gì đâu. Tu là chuyển, thấy không? Cho nên á, ở trong này á, sau khi mà lấy được cái viên ngọc để lại rồi đó, thì Tôn Ngộ Không mới nói với ông vua, ông đừng có lấy cái tên chùa Kim Quang nữa, bởi vì kim mới là cái thứ mà nó dễ di chuyển. Bây giờ ông lấy cái tên là Phục Long Tự đi, là chùa Phục Long. Phục là gì? Phục là hàng phục, phải không? Long là gì? Long là con rồng, phải không? Mình phục được cái con hổ đó, cái con hổ mà nó hay sao?
Ê, cái con rồng mà nó hay bay nhảy mà làm cho người ta khủng khiếp đó, phục nó. Ở bên Trung Quốc có cái chùa tên là chùa chùa của Lục Tổ Huệ Năng, đó là chùa Nam Hoa. Thì nghe nói rằng ngày xưa Lục Tổ về đó tu á, có một con cọp nó đi ra đó đó. Mà có một ngày nọ đó, Tổ đi ra ở đó thì cái con hổ đó đó nó tới bên cạnh Tổ, nó ngồi ở bên cạnh Tổ. Và Tổ đã độ được cho cái con cọp đó. Và bây giờ ở chùa đó có xây lên một cái đình, một giống như một cái nhà nghỉ mát vậy, đặt cái tên là Phùng Hổ Đình. Rồi ở một cái nơi khác, nếu mà bà nhớ không có lầm đó, là ở Nga Mi Sơn, ở Tứ Xuyên, thành đô, có một cái chùa ở trên đó tên là Phùng Hổ Tự. Nghe nói ngày xưa cũng có con cọp ra đó, và cuối cùng nhờ cái đức độ của cái vị tu hành ở đó mà độ được con cọp đó, cho nên Phùng Hổ. Cho nên ở đây á, mình á phải làm cái chuyện gọi là phục lâm. Tức là mình tu là gì? Tu là mình biết chuyển, tu là mình biết chuyển, mình biết sửa, thấy không? Cho nên cái tâm của mình á, nó còn chật vật á, thì mình cảm thấy làm sao? Mình cảm thấy rất là khó chịu khi mình phải đối diện với người này, mình phải làm cho người này. Đừng có nghĩ như vậy. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình nói mình đã đem cái tâm nguyện đi làm việc từ thiện, đi làm việc giúp đời, mà mình mang cái danh từ gọi là bố thí, thấy không? Hay là mình làm một cái từ gọi là Phật sự, hay là mình ấn tống, hay làm bất cứ cái việc gì, thì người ta có đáp lại đúng với cái điều mình làm hay không cũng không có sao. Là ít ra đó, mình cũng độ được cho người ta. Quý vị biết không, gần đây khoảng chừng 2-3 tuần nay, ở chùa mình nhận được nhiều cái phone và nhiều lá thư, người ta chia sẻ cái sự vui mừng của người ta khi người ta nhận được những cái dĩa băng kinh của mình làm ra. Và những cái đó nó an ủi mình nhiều lắm. Có một cái gia đình đó, hai vợ chồng là coi như là xong rồi. Rồi cuối cùng không giải quyết được nữa thì bà má vợ mới nói rằng bây giờ trước khi tụi con đi tới cái chỗ cuối cùng này, má yêu cầu tụi con nghe giùm má cái bộ băng này, đưa cái hai cái dĩa bảy loại vợ. Nghe xong rồi, hai vợ chồng xé hết những cái giấy mà đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ còn đợi một chữ ký nữa thôi là xong đó, giải quyết. Và bà má vợ phone qua đây chia sẻ và nói rằng hai cái dĩa đó đã cứu lại cái gia đình của người ta. Cho quý vị thấy không, mình quý vị làm dĩa đó, quý vị không phải độ tha chỉ có tha chút chút đâu nha, mà tha nhiều lắm, ha, tha nhiều lắm, gọi là gì, kiến tha lâu đầy tổ. Cho nên Pháp Hòa chỉ mong rằng tất cả chúng ta làm cái việc gì cũng cứ nghĩ rằng ha, mình vì cái việc chung, vì cái việc chung, dìu dắt nhau điểm tô công quả. Đó là lời của Phật Thầy Tây An ở Châu Đốc, trong cái 10 điều tâm nguyện, tâm quyết của Thầy dạy. Điều thứ nhất là Thầy khuyên nên nhớ lòng trung kiên muôn thuở còn niên. Dù ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của Thầy. Nhiều thử thách đang vây con đó, nếu ngã lòng là công khó, khó nên. Thiệt thòi cam chịu đã đành, vô vi phẩm vị Thầy dành cho con. Có nhiều lúc á, nhẫn một chữ, một lần nhẫn thì sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh, thoái nhất bộ hải khoáng thiên không, là vậy ha. Cho nên người ta không biết, người ta nhìn mình người ta mới thấy mình là yếm thế, không có biết tận độ tha. Nhưng mà không, mình đã có con mắt trạch pháp. Trạch pháp là gì? Chọn lựa những cái pháp để mà nhìn rồi. Mình tu là mình có con mắt trạch pháp, là mình đã chọn cái con đường mình đi rồi. Mình có con mắt trạch pháp rồi, mình đã chọn đường mình đi rồi, thì không lo sợ gì nữa hết. Mỗi việc làm, mỗi lời nói, mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ, nhất nhất đều mang cái tính cách tự độ, độ tha hết. Ở nhà cũng vậy,
một cử chỉ mình nói chuyện với vợ, một lời nói mình nói với vợ, hoặc một lời nói mình nói với con, đừng có nghĩ rằng nó không có tác dụng. Nó có tác dụng lớn lắm, là tại vì lời nói mà dễ nghe đó làm cho cái người kia dễ chịu, phải không? À, mà mình nói dễ nghe và mình cũng được người ta dễ mến, và gia đình cái người nghe dễ chịu, và xung quanh mình là trở thành ra người dễ mến, và cái mái gia đình của mình đó, trở thành ra mái gia đình dễ thương. Cho nên á, một cái gia đình được một cái nhà xây bằng gạch, bằng ngói, một mái ấm gia đình được xây dựng bằng tình thương. Cũng như vậy, mình là một Phật tử, xây cái chùa dễ lắm, xây cái gì nó cũng dễ hết á, nhưng mà xây một cái đạo tràng rất là khó. Tại vì sao? Tại vì trong đạo tràng nó phải mang được cái tính chất đạo tình mới ra cái đạo vị. Có đạo tình, có đạo vị thì sẽ có đạo tràng. Còn sống mà không có đạo tình, không có đạo vị, tức là không có tự độ, không có độ tha gì hết, thì chỗ đó không được gọi là đạo tràng. Đạo tràng là gì? Là cái nơi chốn thanh lương mà quy tụ các cái bậc thượng thiện nhân. Trong kinh Di Đà đó là sao? Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Kinh Di Đà nói vậy. Cực lạc là cái nơi mà toàn là những cái bậc thượng thiện nhân quy tụ về một mối. Cũng y như vậy, nơi này được gọi là cực lạc hay là không thì phải căn cứ vào chúng ta có đến với nhau bằng cái tâm của thượng thiện nhân hay không. Thượng là trên, thiện là lành, là tốt. Người mà luôn luôn đặt cái chuyện thiện lành lên trên, sống rất cao, sống rất đẹp như vậy, sống mà có đạo tình, có đạo vị, thì chắc chắn nơi này là đạo tràng. Còn không thì ở đây không phải là đạo tràng, là một cái quốc độ nổi loạn. Bởi vì ai cũng bất ngọc hết rồi, bị mây đen nó phủ rồi, bị con sâu nó có 9 cái đầu, nó ăn cắp cái ngọc đó rồi. Con sâu đó là gì? Tuy nó nhỏ nhưng mà nó có đủ khả năng làm hư cả một tô canh. Mà nên nhớ rằng nó không phải chỉ có một cái đầu đâu nha. Nó có tới mấy cái đầu? Nó có tới 9 cái đầu lận. Nó tới đầu này, nó thọc đầu này, nó tới đầu kia, nó thọc đầu kia. Mà mình không là một cái người ló đầu nào ra, chặt đầu đó. Giống như là quý vị biết trong chuyện đó kể đó, là khi con sâu đó đó, nó bị rượt tới một cái bờ biển rồi á, thì có một vị thần thánh tên là ông gì mà có cái con mắt ngay thứ ba ngay đây này, tên gì? Dương Tiễn hả? À, phải Dương Tiễn không? À, lúc đó Dương Tiễn á mới chiếu cái ánh sáng ngay con mắt thứ ba, chiếu vô thì cái con sâu này nó ló cái đầu bên này ra, thì Dương Tiễn phóng ngay cái đầu đó, nó thụt, nó thò cái đầu khác, Dương Tiễn phóng. Đó, mình tu hành cũng phải có cặp mắt của Dương Tiễn. Đầu nào lòi ra là chặt liền đầu đó, đừng có để cái đầu đó nó lòi mà nó hư cái đạo tràng. Quý vị có hiểu ý được câu chuyện mình muốn nói không? Một con sâu nó có thể làm sầu cả nồi canh. Mà nhớ, sâu này không phải chỉ một đầu mà nó tới 9 cái đầu này. Mình mà không khéo là mình bị 9 cái đầu túm mình, đang cắp cái bảo vật của mình. Cho nên mình phải có cặp mắt của Dương Tiễn. Cặp mắt này là cặp mắt trạch pháp. Cái lời nào người ta nói ra, chánh pháp hay là không chánh pháp, có thiện ý hay là không có thiện ý, phải rõ ràng. Mà luôn luôn sống phải có độ tha. Làm việc gì cũng nghĩ tới cái chung, đừng nghĩ tới cái cá nhân. Nếu mà bà La Sát bà chịu nghĩ tới chung thì không có chuyện, bà đâu có bị người ta chui vô bụng, phải không? Chính vì nghĩ cứ cá nhân không. Rồi ở đây cũng vậy, phải không? Ông vua mà ông đừng có nghi người này nghi đầu kia, ông đâu có biết là con sâu nó hại ông, mà ông là một ông vua mà không có sáng, nghi cái người ở trong ăn cắp bảo vật chùa của người ta, ta thờ cái viên ngọc đó, mắc cái chi người ta ăn cắp để mà cả chùa người ta bị hại như vậy. Mà mình không có biết cái chuyện đó, mình cứ nghe rồi nghi, nghe với nghi nó gần nhau, rồi nghi rồi nghe rồi nghi, nghĩ à, mệt nghĩ rồi nghe nghi tiếp. Cho nên rốt cuộc á, mình không có ngơi được, thì bị ngơi là lơi, không, mình không chịu nghĩ, mình cứ nghi. À,
mình cứ nghe cứ nghi, không có chịu ngơi. Ngơi cái nghe cái nghi của mình, rốt cuộc sao? Nó trở thành ra rối bời ở trong đất nước của mình. Đó, quý vị thấy được cái câu chuyện mà thứ mấy? À, cái câu chuyện thứ trong cái phim thứ cái bộ, nếu mà tập phim là phim tập thứ 18, con sâu chín đầu. Nha, mình phải nghe cho rõ, mình phải thấy cho rõ vậy. Nó tới nó học mình đầu là chuyện này phải không? Phải có con mắt của Dương Tiễn liền, phải không? Cái đầu anh đang ló ra, anh muốn phá hoại đạo tình của chúng tôi à. Đạo tràng không có để mất được, đạo tràng không để cho đạo tình mất. Bởi vì sao? Nếu có tu á, mà có đạo tình với nhau, nó tỏa ra cái đạo vị. Đạo vị là gì? Là cái vị đạo đó, từ lời nói, từ việc làm. Tây Du Ký qua cái nhìn Phật học. Kính thưa đại chúng, là mình đang tiếp tục nói về chuyến đi thỉnh kinh của Ngài Huyền Trang, và chúng ta gọi là đường Tam Tạng hay là đường Tăng. Đường Tăng là ông thầy vào đời đường, một vị thầy tu vào đời đường. Còn khi gọi là đường Tam Tạng là một vị pháp sư thông hiểu cả ba tạng kinh, ba tạng của đạo Phật, ba tạng thánh điển của đạo Phật, đó là kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Kinh, luật, luận, đó là ba bộ thánh điển của đạo Phật mà chúng ta gọi chung là tam tạng kinh điển. Mà một vị pháp sư nào mà thông hiểu một cách rốt ráo thì chúng ta gọi là tam tạng pháp sư, là một vị pháp sư, một vị thầy, một vị thầy trong giáo pháp và thông hiểu. Chùa mình có một bộ tam tạng kinh điển bằng chữ Tàu, một cặp nguyện. Bên này kết tập vào đời Càn Long, rồi chúng ta gọi là Càn Long Đại Tạng Kinh 168 nguyện. Và Phật giáo Việt Nam chưa có dịch hết được 100 quyển Đại Tạng Kinh này. Bây giờ đã đang dịch, hy vọng là trong vòng vài năm nữa mình sẽ hoàn tất được cái bộ kinh đó. Và khi mà Pháp Hòa được biết là khi bộ kinh này dịch xong bằng tiếng Việt, ra tiếng Việt rồi, thì có thể có tới 250 quyển. Mà nói quyển nào nó cũng dày như cuốn từ điển vậy. Tại vì tất cả những kinh điển mà chúng ta tụng rải rác, thí dụ như kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn rồi đó, tất cả những bộ kinh đó đều nằm ở trong 100 quyển kinh này. Và lâu nay Việt Nam mình là chỉ trích ra, dịch lẻ từng bộ, nhưng mà chưa có một bộ Đại Tạng Kinh trọn vẹn từ đầu đến cuối. Thì gần đây, tức là khoảng chừng mười mấy năm nay, thì Hòa Thượng Tự Hạnh, một vị thầy đi học, du học ở Đài Loan, và thầy đã phát tâm đứng ra vận động, cũng như là khuyến khích, rồi coi như là ngài lo hết cái công trình, tìm người phiên dịch và coi tra lại rồi để bắt thành tập. Thì Thái Phó Hòa biết bây giờ có khoảng 70 quyển rồi, 70 quyển hay là 100 quyển gì đó đã được in. Thì hôm trước Phó Hòa gặp ngài ở bên Anh đó, thì Phó Hòa có hỏi bộ này nếu mà thỉnh thì khoảng bao nhiêu tiền. Thì ngài có cho biết là một bộ như vậy là khoảng 7.000 đô Mỹ. Thì trong tương lai thì chùa mình cũng phải có một bộ để làm pháp bảo cho chùa. Vì vậy cho nên quý vị nào trong tương lai khi mà mình bắt đầu thỉnh kinh đó, thì quý vị có thể hùng phước thỉnh một bộ Đại Tạng Kinh như vậy để thờ trong chùa. Tại vì ở trên chánh điện là mình có Phật bảo, hai bên tủ kinh là mình thờ pháp bảo. Thành thử ra hiện nay mình có hai tủ pháp bảo, nhưng mà chưa có một bộ pháp bảo bằng tiếng Việt.
Thì trong tương lai mình sẽ cố gắng mình thỉnh được cái bộ đó về để mình tôn thờ, nhưng không có nghĩa là chỉ để trong đó không. Mà quý vị có thể lên chùa mượn và đọc và nghiên cứu nhiều kinh điển. Mình muốn biết tất cả những cái kinh điển gì, những cái luận gì, những giới gì, coi như là kinh luận luận của Đức Phật nói. Đức Phật nói kinh, nói luận, rồi các vị thầy người ta có lấy những cái kinh đó, người ta sớ giải, người ta chú thích, thì những cái bộ đó ta đang học luận. Quý vị hiểu ý không? Mình nói ví dụ như kinh Pháp Hoa là kinh tạng, rồi một vị hòa thượng nào đó, một vị tổ sư nào đó mang cái cuốn kinh Pháp Hoa ra giải thích, giải thích cặn kẽ ý nghĩa thâm sâu của kinh Pháp Hoa đó, rồi đem để vô trong cái phần thứ ba là luận tạng. Cho nên luận là do các vị tổ bình luận hai cái bộ trước, luận và kinh. Nhưng mà vì số lượng kinh chiếm phần nhiều, cho nên chúng ta gọi chung là Đại Tạng Kinh. Đại Tạng Kinh, thì khi mà nói Đại Tạng Kinh thì chúng ta biết rằng trong đó có đủ ba phần: kinh, luận và luận. Mình đã có một bộ Đại Tạng Kinh bằng tiếng Pali, mình thở lên này, do Phật giáo Đài Loan cúng dường. Mình có cái bộ bằng tiếng Pali nó đã được dịch ra tiếng Việt 30 mấy quyển, do Hòa Thượng Minh Châu ở Việt Nam dịch, và mình cũng đã thỉnh, và quý vị cũng đã được nghe một số các bài kinh của thầy hướng dẫn đó, trích từ trong những cái bộ kinh đó. Bộ kinh như là Trường Bộ, Trung Bộ, v.v. Thì lâu nay quý vị nghe giảng rải rác kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh này kinh kia đó đều rút từ trong Đại Tạng ra. Thì ngài Huyền Trang, ngài thông cả ba kinh bộ, ba bộ kinh như vậy, cho nên người ta tôn xưng ngài là Tam Tạng Pháp Sư Đường Huyền Trang. Tên thật của ngài là, họ thật của ngài là họ Trần, nhưng mà tại vì ngài sống ở đời Đường, và khi mà ngài đi qua các nước thì ngài phải xưng ngài là Đường Tăng, thì ta mới biết ngài là ở đâu, ở đời nhà Đường đó, ở cái nước Đại Đường. Nhưng mà theo cái bộ tiểu thuyết Tây Du Ký á, là tại vì ông vua nhận ngài làm ngự đệ, tức là làm em nuôi, cho nên ngài mới đổi họ, lấy họ Đường. Đó là căn cứ theo sử, theo cái bộ truyện của ông Ngô Thừa Ân. Như Pháp Hòa đã giới thiệu rồi đó, cái bộ Tây Du Ký là hư cấu, không có thật, là do người ta dựng lên để người ta nói lên một cái ý nghĩa Phật Pháp. Còn bây giờ mình cũng đi tạc một cái tượng Tề Thiên Đại Thánh về, mình để bàn thờ mình lại hì hục đó, là không có đúng. Tại vì có đâu mà thờ, không có ông Tề Thiên nào hết trơn, phải không? Mà chẳng những vậy mà có một số người lên đồng lên cốt còn xưng là Tề Thiên về nhập nữa, thì là càng sai nữa, là bởi vì không có Tề Thiên, không có Bát Giới, cũng như không có Sa Tăng. Ba nhân vật đó là chỉ được dựng lên, người ta tưởng tượng ra để mà người ta viết lên một bộ truyện, nhưng mà trong đó có ý nghĩa Phật Pháp. Thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng cái chuyện đó, cho nên lâu nay mình đã trải qua 11 lần nói về bộ Tây Du Ký này. Nhưng mà cái phim mà Trung Hoa đóng đó, cách đây 20 năm đó, thì không có viết, không có đóng đủ hết các cái bộ truyện ở trong đó đâu, chỉ trích thôi. Thì Pháp Hòa cũng nương vô cái bộ đó mà giải thích cho quý vị nghe, chứ còn đọc ở trong truyện đó, thì nó dài lắm, chi tiết lắm, và tới ba quyển truyện, ba quyển dày hơn cái này chút, ba tập như vậy. Thành thử ra Pháp Hòa không có trích ở trong truyện, mà Pháp Hòa trích dựa theo cái bộ phim đó, nói cho đại chúng nghe, tại vì đại chúng sẽ có cái bộ đó để coi. Thành thử là giải thích theo cái bộ đó thì nó dễ hơn.
mình coi tới đâu thì mình hiểu cái ý tới đó. Thì hôm nay là mình kỳ thứ 12, mình nói về Tây Du Ký, chuyến đi phía Tây, tức là Ấn Độ của Ngài Huyền Trang. Hôm nay mình nói đến Ngài Huyền Trang đi đến một cái khu rừng cùng với ba đệ tử của Ngài. Thì khi đến đó thì có một ông tiên xuất hiện và tự xưng là thổ địa ở đó. Địa phương giống như là bây giờ mình gọi là thổ địa, giống như là giống như là một ông chủ đất hay là ông dân biểu ở cái khu vực vậy đó. Thổ địa ở chỗ đó xưng đấy là biết được đại thánh đi ngang đây, cho nên tiểu thần có một ít trái cây để dâng cho đại thánh. Thì Ngài Huyền Trang vui mà nhận, nhưng mà với cặp mắt của Tề Thiên á, với cặp mắt của Tôn Ngộ Không nhìn một cái là biết yêu quái, cho nên là Ngộ Không không cho. Và phát hiện ra và hất cái mâm trái cây đổ, thì lúc đó ông thổ địa đó ông lăn cù ra biến mất, và đồng thời cũng cuốn mất Đường Tăng mất tiêu. Thì sau đó xuất hiện một cảnh tiên rất là đẹp, rất là nhiều những tiên ông xuất hiện, và Ngài Huyền Trang lạc vào cái cảnh giới tiên đó. Và Ngài mới hỏi rằng ở đây là ở đâu, thì các người tiên nó mới nói đây là Am Tiên Mộc. Am là cái giống như cái am, cái chòi. Tiên là những người tiên, phải không? Mộc là gì? Mộc là cây, tức là ở đây là toàn là tiên, mà tiên từ cỏ cây mà tu thành tiên, mà họ nói như vậy. Cho nên họ giới thiệu thì lúc đó làm cho Đường Tăng say mê. Bị gì? Người tu mà, người tu thì thích những cảnh sao? Cảnh núi rừng, cảnh sơn thủy phong, sơn nước hữu tình. Cho nên là Đường Tăng khi mà gặp cái cảnh đó thì Đường Tăng thích lắm. Và lúc đó họ xuất hiện ra, họ giới thiệu ông này tiên là tiên gì, ông kia tên tiên gì vậy đó. Còn hôm nay mời Thánh Tăng đến đây để mà cùng làm thơ. Thì trong phim truyện thì không có kể chi tiết những câu thơ đối đáp đâu, nhưng mà ở trong cái bộ truyện tiểu thuyết thì ghi rất là rõ, ghi nhiều chi tiết. Ví dụ như họ đối đáp hai câu, rồi Ngài Đường Tăng đối đáp là hai câu, coi như là Ngài Đường Tăng lọt vào trong đó rồi là mê say ở trong cảnh đó. Thì cuối cùng họ nói tới nói lui rồi, bắt đầu họ mới nói thiệt ra cái ý muốn của họ mời Thánh Tăng hôm nay tới để làm gì. Để mà mong tác thành cái sự hôn nhân cho một tiên cô. Một tiên cô đó có cái tên là cô Hạnh, Hạnh Tiên á, tại vì cái cô đó là do cái cây hạnh. Nhưng mà Ngài Huyền Tăng dứt khoát và từ chối, không có đồng ý. Thì lúc đó họ đang vồ vập, họ muốn nghĩa là ép Ngài Đường Tăng phải chấp nhận cái lời yêu cầu của họ. Họ không có hại Đường Tăng, họ chỉ rất là quý, rất là thương, và chỉ muốn Đường Tăng cưới cái cô, một trong những cô tiên trong cái khu vực của họ. Thì lúc đó nghe có cái tiếng Ngộ Không réo gọi sư phụ, sư phụ. Thì lúc đó tiên ông tiên bà biến mất hết, và Đường Tăng tỉnh giống như là người giật mình. Thì cái cảnh tiên đó bây giờ biến thành ra một cái khu rừng. Như vậy thì nãy giờ Huyền Tăng đang ở đâu? Đang ở đâu? Đang ở trong rừng, mà tại vì nó biến hiện ra làm cho Đường Tăng mê say. Ngày xưa Việt Nam mình cũng có một vị hòa thượng. Một hôm có một cái người đã đến thỉnh Ngài đi cầu an. Và khi mà thỉnh Ngài đến thì nói rằng con xin thỉnh hòa thượng đến nhà con để tụng kinh. Nhưng mà hòa thượng muốn tụng cái gì thì tụng, và xin hòa thượng đừng có tụng chú Đại Bi. Thì hòa thượng lấy làm lạ, Ngài mới nói rằng sao kỳ vậy. Thường thường á, Phật tử mà thỉnh mình tới nhà là mình tụng càng nhiều á thì Phật tử càng thích, phải không? Mà nhất là những bài kinh chú mà có cái sự mầu nhiệm á thì Phật tử lại càng thích chứ, tại sao lại yêu cầu được tụng chú Đại Bi. Thì Ngài dẫn đi, và khi đó đến á, thì Ngài vẫn thấy
có nhà cửa vô thì, nhưng mà càng không cho tụng á thì ngài lại càng muốn tụng. Thì ngài vô ngài nguyện hương rồi xong khai tụng bỏ thì ngài bắt chú đại bi ngài tụng. Và khi ngài nhắm mắt ngài thành tâm ngài trì tụng thì quý vị có biết không, thì ngài kể lại rằng khi ngài mở mắt ra là ngài đang đứng giữa một cánh đồng. Ngài mới tịch năm 1992, và Pháp Hòa đã nghe những vị thầy đệ tử của Hòa Thượng kể lại như vậy. Tại sao? Quý vị biết ai mời ngài đi không? Ma mời, nhưng mà ma sợ chú lại đi luôn. Cho nên hàng ngày đó, nếu mà ai mà có thời giờ mà để tâm trì tụng chú đại bi, có nhiều sự mầu nhiệm, một ngày tụng 7 lần hoặc là nhiều hơn, có thể mình tụng 21 lần cũng được, 3 lần, 7 lần, 21 lần tôi trì tụng chú đại bi. Thì vừa rồi có Hoàng nghe kể là ở Calgary đó, có một cái chú đó, chú đi uống rượu, thì trên đường về chú mới thấy có một cô gái đứng ở bên đường quá gian xe, mà khu đó thì nó vắng lắm. Thì chú mới nghĩ bụng, chú nghĩ rằng giữa đêm hôm như thế này á mà có một cô gái đứng đón xe như vậy mà vừa gặp mấy người xấu thì tội nghiệp lắm, cho nên chú mới tấp xe vô chú cho cái người đó quá gian. Thì khi mà quá gian đến nhà rồi thì cô này cũng rất lịch sự mời vô nhà để uống nước, cảm ơn. Thì chú này cũng đi. Thì khi mà chú này uống rượu thì say mà, và sau đó nằm ngủ ở cái chỗ kia. Thì khi mà chú giật mình tỉnh dậy đó, thì chú thấy mình đang nằm ở ngay cái nghĩa địa, mà ngay trước mộ bia của một cô gái. Và sau khi mà ông tỉnh dậy là bây giờ thần trí không có được tỉnh táo cho lắm, hốt hoảng. Không, thì ở đây là sẵn kể những cái chuyện mà gọi là tiên cảnh nó biến hiện đó mà. Là ý muốn nói cái gì? Ý muốn nói rằng á, có những cái cảnh giới ái dục thô thì mình đã vượt rồi, nhưng mà có những cái cảnh giới nó làm cho mình dễ chịu mà mình bị dễ đắm chìm rồi. Mà nếu mà mình không có cẩn thận á thì mình sẽ dễ làm sao? Mình sẽ dễ bị cám dỗ và mình quên mất mình. Cho nên khi nào mình có được cái con mắt hay là cái sự hiểu biết như tôn ngộ không á thì mình mới vượt được nó. Mình ví dụ như thế này, thí dụ như bây giờ mình tu á, mình có mong cầu cảnh giới an nhàn không? Mình cầu, mình thích, phải không? Nhưng mà có những cái lòng sắc ái tế nhị nó biểu hiện qua một cái cô thiếu nữ tên là Hạnh Tiên Thanh Lịch. Cái cô Hạnh Tiên này thanh lịch nhẹ nhàng lắm, đến gần mình và làm cho mình rất là dễ chịu, thoải mái. Nhưng mà cái đó là gì? Chẳng qua những cái cảnh giới như là ngâm thơ, uống trà, vân vân. Thành thử ra nhiều khi mình tu mà mình bị đắm chìm ở trong đó mà mình không có tự biết. Cho nên đó, thí dụ như là mình chìm sâu vào cái cảnh giới của cảm thọ. Tại thường thường á, mình tu là mình có cái thọ. Thọ là gì? Thọ là cái cảm thọ. Mà có những cái cảm thọ nó làm cho mình dễ chịu, nhưng mà mình không biết đó là cái gì. Đó là cái cảnh giới làm cho mình bị đắm chìm, mà mặc dù họ không có hại mình, thấy không? Nhưng mà nó làm cho mình không có tiến trên đường tu. Giống như là cái cảnh mà an nhàn, mà cảnh tiên mà hiện ra rồi dụ ngài Huyền Trang ở lại để mà cưới cô Hạnh Tiên, rồi sống trong cái cảnh giới như vậy, phải không? Cho nên ở đây người ta muốn nói á, cái thô á, thì có thể mình trừ được rồi, nhưng mà có những cái tế á, đôi khi mình khó thấy. Quý vị có nhớ trong cái bài sám Hồng Trần không? Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán, kiếp phù sinh tụ tán mấy năm hồi đó. Thì trong đó gần cuối nó có một câu là: tu hành phải đợi kiếp môn, nguồn tình biển ái đã khô bao giờ. Tại vì có nhiều khi
mình có một cái cảnh mà mình sống trong một cái cảnh gọi là an nhàn quá đi, cho nên đôi khi mình cũng không có nghĩ tới cái chuyện tiến tu. Bây giờ chẳng hạn ví dụ ha, ví dụ như trường hợp là mình nghĩ tới cái cảnh gọi là mà vô chùa mà tu mà phải thức khuya dậy sớm, rồi phải theo thời khóa, rồi phải ngồi mệt mỏi rồi đó, mà trong khi đó mình so với lại với cái cảnh mà mình ngồi ở nhà, mình được coi tivi, mình muốn ăn gì mình ăn, mình thoải mái, thì tự nhiên cái đó nó là sao, nó dễ làm cho mình ở nhà nhiều hơn. Còn cái cảnh ngồi phải đau lưng đau chân mà suốt từ sáng tới chiều tối như vậy, cái tự nhiên làm cho mình dùng nước đó. Thì mình nhiều khi mình cũng hẹn, mình muốn tu nhưng mình cũng hết hẹn. Cho nên tu hành phải đợi kiếp mô, đừng có đợi tới kiếp nào, hay là đừng có đợi tới tháng nào năm nào hết. Tại vì sao? Tại vì nguồn tình biển ái nó chưa bao giờ nó khô. Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ? Ái đây là ái cái gì? Có người thì ái con ái cháu, đi 10 ngày chứ nhớ nó, sợ không ai lo. Hay là có người thì ái nhà ái cửa, vân vân. Cho nên cái sự ái của mình đó, từ thô đến tế, quý hiểu ý không? Rồi vô chùa cũng vậy. Đôi khi á, vô chùa mình tu á, mình cực cực chút vậy mà nó tốt hơn là cái gì mình cũng có. Tại vì nhiều khi mình đầy đủ quá thì sao? Đôi khi mình cũng quên tu, và mình cứ lay quay mình lo hoài. Mặc dù vật chất thì mình cũng có cần, nhưng mình phải nhớ một điều là sao? Vừa đủ thôi. Chứ còn mình chạy theo hoài không có kịp, mình chạy theo không có nổi ha. Cho nên cái cảnh giới mà am tiên mộng đây là để chỉ cho, nhắc nhở mình, cái người tu đó, đôi khi mình là có những cái cảnh giới mà nó làm cho mình thoải mái quá, rồi đôi khi mình bị đắm chìm. Ở ngoài đời cũng như là trong đạo, nói cái chuyện tu đây là mình nói cho chung cho tất cả mọi người, và nhiều khi mình ở trong cái cảnh đó là mình biết. Cho nên nó có những cái cảm thọ nó dễ chịu, nó làm cho mình là đắm chìm của nó. Cái chuyện này nó cũng liên hệ tới cái chuyện sắp tới đây, là sau khi mà tiếng của Tôn Ngộ Không la lên thì cái cảnh giới tiên nó tan ra, và ngài Huyền Tăng Huyền Trang mới thấy mình đang đứng ở giữa cánh đồng. Thì lúc đó những cái cây nó còn đang quấn bát giới, thì Tôn Ngộ Không mới hăm dọa một câu, nói rằng các ngươi mà không buông ra đó thì ta sẽ phá hết khu rừng này. Thì vừa dứt lời thì những cái cây nó nhả ra, nó nhả ra hết. Thì lúc đó Ngộ Không nó muốn dẹp hết, nhưng mà ngài Huyền Trang lòng từ bi còn lớn, cho ngài nói thôi, dù sao đi họ cũng là những cái cây lâu năm và tu thành tiên, họ cũng không có hại gì thầy, cho nên thôi con cũng đừng có hại họ. Thì thầy trò rời khỏi khu rừng đó, đi đến một cái cảnh rừng có một cái ngọn núi cao chót vót, đỉnh chập mây xanh. Đường Tăng hỏi Ngộ Không đây là đâu, thì Ngộ Không bảo núi cao chắc là sắp đến Tây Phương. Thì xa xa thấy có một ngôi chùa, định vào thì Ngộ Không thấy chùa nó tỏa ra cái yêu khí, cho nên Ngộ Không nói thôi đừng có vào, con thấy cái chùa này nó có cái yêu khí. Thì vừa quay ngựa đi á, được vài bước thì ngài Huyền Trang không có cam lòng, cho nên ngài bước xuống ngựa, ngài đi gần đến thì ngài mới thấy cái bảng hiệu chùa tên là Tiểu Lôi Âm Tự, tức là chùa Tiểu Lôi Âm. Ngài mới mắng, ngài mới trách Ngộ Không, của nó nhém chút xíu nữa là con làm hỏng việc của thầy. Đây là cái chỗ mà mình muốn đến, mà mình sắp mình đã đến rồi mà con lại bảo là quay lưng đi. Bây giờ thầy nhất định thầy phải đi vào. Thì lúc đó Ngộ Không không có bằng lòng, vì Ngộ Không cảm được, thấy được và ngửi được cái yêu khí tỏa ra từ cái ngôi chùa đó. Bây giờ thầy muốn thì mình phải chịu, cho nên đi đến.
Thì khi bước vào á, thì quý vị biết không, có một cái đại hùng bảo điện uy nghiêm lắm, 500 vị A-la-hán đứng xung quanh, thấy không? Người thì cầm chày, người cầm sử, cầm những cái binh khí, những cái pháp khí vân vân, hùng và hùng vĩ lắm. Thì lúc đó ngài Huyền Trang đến đâu thấy tượng là thờ lại, đến đâu thấy tượng là lại. Và khi ngài tiến gần đến thì ngài thấy có một pho tượng rất lớn ngồi uy nghiêm ngay giữa, đó là tượng của Đức Thích Ca Mâu Ni. Cho nên ngài chắp tay ngài xá. Thì khi mà ngài vừa lại xuống á, thì Bà Tôn Ngộ Không không có lại, chỉ có Sa Tăng Bát Giới lại theo thầy. Thì lúc đó cái tượng Phật ngồi ngay giữa mới nói rằng á, tại sao thầy và hai đệ tử khác lại Đức Thế Tôn, Đức Phật, Như Lai mà Tôn Ngộ Không không chịu lại? Lúc đó Tôn Ngộ Không mới chồm tới, chưa mắt nhìn thì bắt đầu cái người ngồi giữa đó hiện nguyên hình, đó là một con yêu quái, và bắt đầu cười ha hả lên. Thì khi mà cười như vậy rồi thì 500 tượng A-la-hán đó hiện nguyên hình, thành ra mấy trăm tên tiểu quỷ, tiểu yêu đứng xung quanh đó. Và lúc đó cái ngôi chùa đó cũng biến trở thành ra một cái hang động của yêu tinh, chứ không phải là một cái ngôi chùa tiểu Lôi Âm mà như ngài Huyền Trang đã tưởng tượng, đã nghĩ đó là mình đã tới rồi. Thì lúc đó Ngộ Không mới phát hiện ra họ rồi thì nó có một cái chập chả, có một cái chập chả rất là lớn bay tới và nhắm ngay Ngộ Không và làm một cái rầm, thì chụp Ngộ Không ở trong cái lòng cái chập chả đó. Thì con yêu đó mới tự xưng nó tên là Huỳnh Mi Lão Tổ. Huỳnh đó là màu vàng, Huỳnh là hoàng, hoàng là vàng, Mi là chân mày, Lão Tổ là ông tổ già, Lão Tổ mà có bộ lông mi rất dài, rất mỏng, rất dài mà màu vàng, cho nên gọi là Huỳnh Mi Lão Tổ. Thì lúc đó có con yêu này, nó có một cái Ngộ Không á, mới chui dưới lòng đất đi tìm những người cứu tinh bằng cách là tìm 28 vị thần, tức là 28 vì sao đó, gọi là nhị thập bát tú đó, 28 vì sao đến mà giúp Ngộ Không nại cái chập chả lên, nhưng mà nại không có được. Thì một lát sau á, giúp được á, thì con yêu tinh này có một cái bao trắng hút hết tất cả mọi người vào trong đó, luôn cả Tôn Ngộ Không. Thì sau này phải nhờ Phật Di Lặc xuống giúp và để mà trừ con yêu Huỳnh Mi đó. Thì bây giờ mình nói tới cái tên là Lôi Âm. Lôi Âm là dựa theo cái truyện Tây Du Ký nói rằng tưởng như vậy. Cho nên sau này ở Việt Nam mình đó, cải lương đó, cũng có những cái bài hát rồi cũng nói tới cái chùa Lôi Âm này. Ví dụ như trong cái bài hát Mục Liên Cứu Mẹ, cái bài vọng cổ, nó có một câu như thế này: cõi thiên trúc miền Tây Phương là cành, chùa Lôi Âm vang dòng mấy hồi chuông. Một nhà sư trong chiếc áo nâu sầm đang kinh cẩn quỳ dưới chân Phật tổ. Được không? Thì người ta tin tưởng rằng đây là chuyện mà nói rằng ở Tây Trúc, ở chùa Lôi Âm có Đức Phật đang ở đó. Thì bốn cái câu đó là diễn tả cái cảnh ngài một kiền ly, thấy không? Nhưng mà nếu mà phân tích cho kỹ thì cái câu này nó không có gì hết đó, tại vì
áo nâu sòng là chỉ có Phật giáo Việt Nam với Phật giáo Trung Hoa mới nâu sòng, chứ không thời của Phật Chư Tăng mặc áo vàng chứ không có mặc áo nâu sòng, phải không? Nhưng mà tại vì mình ảnh hưởng cái văn hóa Á Đông, và khi mình viết những cái bài hát thì nó cũng có lên những cái hình ảnh của người Á Đông. Chứ còn thời Phật thì Chư Tăng không có áo nâu sòng, phải không? Chỉ có áo vàng thôi. Và cổ Phật không có phải ở chùa Lão Âm, nhưng mà người ta dựng lên Đức Phật ở trong chùa Lão Âm. Thì nói như vậy, người ta nói rằng chùa Đại Lão Âm ở Linh Sơn, Linh Sơn là đỉnh núi Linh Thú đó. Đó là những cái tưởng tượng, tại vì ngày xưa địa dư nó cách trở, người ta không có thể đến được, mà người ta tưởng tượng ở nơi đó nó có cái gì nó linh thiêng dữ lắm. Thì qua cái câu chuyện mà ở trong cái chùa Lão Âm giả đó, thấy không? Chùa Lão Âm giả này là tượng trưng cho cái gì? Thường thường á, cái người tu á, thường đi qua những cái cảnh giới của tâm thức, các cái cảm thọ như là hỷ, lạc, thanh lương, nó phát sinh từ lúc khi mà mình ngồi thiền định. Thí dụ như mình ngồi thiền, mình ngồi thiền rồi nó phát sinh ra những cái lạc thọ. Lạc thọ là cái cảm tưởng, cái cảm thọ của mình, cái thọ nhận của mình là vui, nhẹ. Nhưng mà mình biết rằng á, khi mình xả thiền á, thì sao? Cái đó nó còn rồi, nó hết. Thì có một số người bị bám vào cái cảnh giới đó. Có người phát sinh ra loạn tưởng. Có nhiều người ở trong khi mà họ ngồi thiền á, họ định tâm rồi họ ở trong cái cảnh giới mà lạc thọ như vậy, thì họ cho là họ tu chứng. Khi mà họ cho tu chứng á, thì họ ra họ xưng họ là ai? Họ xưng họ đã thành Phật. Họ xưng họ là những vị này, Bồ Tát này tái sanh, Phật kia tái thế, vân vân. Cho nên tất cả những cái đó nó cũng giống như là mình đi vào cái chùa Lôi Âm mà Lôi Âm giả vậy đó. Quý vị hiểu ý không? Cho nên á, vì sao? Vì tất cả những cái thọ đều là vô thường. Thọ gì cũng vô thường hết. Thí dụ bây giờ á, mình ngồi thiền, hay mình ngồi thiền mình thấy an lạc, đúng, cái đó là trong khi ngồi đó mình có cái lạc thọ. Nhưng mà cái lạc thọ đó khi mình dứt rồi thì nó làm sao? Nó hết, vì nó là vô thường mà. Rồi mình gặp là mình ngồi mình đau chân có đau hoài không? Không, đau rồi ngồi thì nó lại hết. Nhưng mà nếu mà mình bám vào cái đau hay là mình bám vào cái lạc thì nó làm cho cái tư tưởng của mình bị loạn, không có định. Cho nên phải biết rằng khi mình ngồi mình có những cái bình an, cái lạc thọ, phải không? Thì cũng phải biết xả thọ. Cho nên phải có cái niệm nữa gọi là xả thọ, tức là đừng bám vào dù là lạc hay là khổ, phải không? Cho nên nếu như mà mình hành giả phải giữ cái tâm an trú vào chánh niệm tỉnh giác, nghĩa là phải an trú vào xả tâm và cái thấy biết trực tiếp về duyên sinh, mà đã là duyên sinh thì như huyện. Thí dụ bây giờ ha, mình ngồi, quý vị ngồi cái quý vị đau chân, mà mình chỉ cần trực biết mình đang đau chân. Cái đau chân là từ đâu? Tại vì mình ngồi lâu rồi, mình ngồi mà không có bồ đoàn, không có toàn cụ. Tức là duyên á, duyên là mình thiếu cái toàn cụ, hay là mình thiếu cái bồ đoàn, hay là mình ngồi không đúng cách, hay là mình hoặc là mình mới ngồi, mình ngồi chưa quen, mình bị đau chân. Nó có nhiều cái nguyên do nó làm cho mình bị đau chân, hiểu không? Thì khi cái đau chân như vậy là do duyên nó làm cho mình đau chân, chứ cái đau chân này nó không có thật. Một lát nữa mình duỗi ra, mình so bóp đàng hoàng thì cái đau chân nó là sao? Là hết. Như vậy thì cái đau chân nó đâu có thật. Mà khi mình đang thọ khổ thọ, mà cái khổ thọ này nó có thật không? Nó không thật. Cho nên mình an, mình trực biết nó là duyên sinh, mà duyên sinh thì như nguyện. Và an trú vào cái đó, rồi khi lúc đó mình có cái xả thọ liền, buông liền, cái đau này nó có thật. Rồi khi mình ngồi cũng vậy. Thí dụ như nhiều khi mình ngồi đó, mình cảm thấy nó thoải mái quá, rồi cái một lát nữa ai mà thỉnh chuông xả thiền cái mình hơi bực. Như vậy thì mình biết là những cái lạc á, nó cũng có thật đó. Lạc thọ là khổ thọ đều là
vô thường hết, thấy không? Cho nên biết vậy mình an trú trong cái chánh niệm, biết nó, tại vì trong lúc này mình đang ngồi định tĩnh thì mình có một cái bình an như vậy. Đừng có bám, tại vì khi mình bám như vậy á thì mình dễ rơi vào cái ma trận, thấy không? Tại vì ma nó biết tâm lý mình hết đó nha. Thí dụ như mình ngồi thiền á, ai mà ngồi niệm Phật á, thích niệm, thích thấy Phật, phải không? Rồi cái khi mình thấy Phật vui quá, cái bắt đầu sanh cái gì, dễ điên khùng. Hay là thấy ma quản hồn la hét lên cũng dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Cho nên á, không có Phật nào xuất hiện hết mà cũng có ma nào xuất hiện hết, tất cả đều từ đâu? Từ cái tâm thức suy tưởng của mình. À, mình muốn gặp Phật quá, mình tưởng tượng Phật như thế này, tưởng tượng Phật như thế kia, thấy không? Cho nên rồi khi mình ngồi, khi mình thấy Phật xuất hiện, Phật rờ đầu mình, rồi thí dụ này, thành thử ra rồi cái mình vui quá cũng không tốt. Mà mình, nếu mà mình thể mà mình muốn gặp Phật á, thì mình có cái tâm sợ gì? Có cái tâm sợ ma. Cho nên ma nó biết mình sợ cái nó xuất hiện, nó nhát. Quý vị để ý ha, khi nào mình đi đâu ban đêm, mình càng sợ ma, mình càng đi nhanh á, thì mình cảm thấy sao? Con ma ở sao mà nó đi nhanh dữ lắm, nó đi nhanh như là đi giống như mình vậy. Là gì? Từ cái đó, từ cái do cái tưởng của mình mà ra hết, thấy không? Cho nên á, là khi mình sợ ma thì tự nhiên ma nó có. Là gì? Mình nghĩ đã sợ cho nên mình mới nghĩ tới nó, mà nghĩ tới nó cho nên mới sợ. Cho nên á, Phật dạy mình á, chư tổ cũng dạy mình, khi mình ngồi mình định tâm cũng vậy, bất cứ một cái niệm gì đến xả liền, phải trở về. Ví dụ như mình đang ngồi mình niệm Phật, bất cứ một niệm gì đến, dù nó không có dữ dằn, nó không có gì hết, nhưng khi nó đến, xả nó, trở về với câu niệm Phật thôi, đừng đi theo nó. Thí dụ như đang tưởng tượng cảnh giới cực lạc như thế này, ô Quan Âm kìa, Quan Âm đang bay vèo vèo, đang tiếp người này người kia, cái mình đi theo nó, quý vị hiểu ý không? Đó, cho nên khi mình nhắm mắt, mình thấy có một cảnh giới cực lạc nó hiện ra, rồi có Quan Âm thế chí, rồi mình thấy bông sen rồi nở, thí dụ vậy, mình đi theo nó mà mình quên mất. Cho nên lúc đó khi mình phải an trú, mình biết liền, mình trở về lại với cái câu niệm Phật của mình. Hay là người ngồi thiền, người ta trở về với cái hơi thở của người ta. Cho nên đó là có người á, mình rơi vào những cái cảnh giới lơ lửng này rồi tự cho mình là người tu chứng, rồi xưng hô mình là Phật sống, tái sinh, mấy cái chuyện đó rất là nguy. Cho nên á, đường tăng á, là cái người tôn kính Tam Bảo, cho nên thấy cái gì có sắc tướng của đạo giáo á, thì đến lễ lại ha. Giống như cho nên cái ma Quỳnh My Lão Tổ biết cái tâm của ngài Đường Tăng, cho nên biến thành một cái ngôi chùa để rồi ngài vô ngài lại à. Rồi quý vị biết không, có những cái nhiều khi á, có những cái á, mình thấy nó lạc thọ dữ lắm, nhưng mà khi mình đi vào nó rồi á, không phải như vậy. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này, cái người ta mà người mình không biết là cái người họ hút ác phiện á, hay là họ chích, nó lân lân họ đến cỡ nào mình không biết, nhưng mà sao họ thích lắm là tại vì khi mà họ đưa cái đó vào trong người họ rồi thì cái tinh thần họ, cái đầu óc họ nó bay bổng, nó lân lân, nó làm cho họ cảm tưởng như họ đang sống trong cảnh tiên vậy đó. Nhưng mà khi mà cái đó đó, cái chất đó đó, nó tan hết trong cái người đó rồi thì họ trở về cái trạng thái là sao? Ghiền, ngán, đau khổ, khó chịu. Và không có cái đó thì sao? Bực bội và sanh ra nhiều thứ. Quý hiểu ý không? Đó, cho nên á, cái đó đó cũng có thể tạm ví dụ như cái gì? Như là cái chùa Tiểu Lôi Ân vậy. Có nhiều cái thứ nó dụ mình đi vào trong đó, giống như casino vậy đó, phải không? Vô trong đó thì sao? Mình chưa bao giờ mình vô, mình chỉ nghe người ta nói cái gì mà kéo đó, phải không? Bỏ một đồng vô kéo cho vui. Nhưng mà kéo một đồng rồi á, phải không? Đó là sao? Nó lôi tới đồng thứ hai, nó lôi tới đồng thứ ba, mà khi thua 20, 30 rồi tức. Tại sao người ta kéo người ta thắng, mình kéo mình thua? Đi về mình ngày hôm sau mình kéo nữa mà riết á. Mới đầu là lạc thọ chơi cho vui thôi, nhưng mà từ cái vui đó nó biến trở thành mình một con người như thế nào? Ghiền và bất chấp. Mà khi mà ghiền rồi á là bất chấp, không có còn nghĩ tới vợ con,
không có còn nghĩ tới gia đình, hả không? Đi lạc vào trong cái cảnh giới đó mà không biết. Có phải vậy không? Cho nên á, nhiều khi mình thấy nó như vậy, nhưng mà đi vào trong đó rồi không phải như vậy. Cho nên nhiều khi mình thấy ví dụ như là hạnh phúc thế gian, nhưng mà cái hạnh phúc thế gian đó quý vị biết Phật gọi là hạnh phúc gì không? Đó cũng là hạnh phúc, đó cũng là đau khổ. Nhưng mà đau khổ gì biết không? Đau khổ êm ái, nó ru mình ở trong đó. Người ta ở trong cái cảnh đó cũng sẽ đau khổ, nhưng mà nó đau khổ bằng một cách khác. Thí dụ ha, ngọt cơm ngọt canh đó, thì mình gọi là vui phải không? À, vui dùng vui cái mặt đó thôi. Nhưng mà nếu một mai một người kia mất, chết đó, thì mình có đau khổ không? Cũng đau khổ. Cho nên ở đời mà nếu mà gọi là phân tích khổ đó, thì nó cũng có nhiều cái trạng thái và nhiều cái tầng cấp. Có những cái đau khổ mà nó chìm ở bên trong. Có nhiều khi mình thấy gia đình ta sao mà hạnh phúc ấm êm quá, mình có một cái tưởng tượng, nhưng mà nhiều khi không phải vậy. Chỉ là cái gì? Chỉ là bên ngoài thôi. Có một hôm đó, có một Phật tử gọi pho lên chùa tâm sự với quý thầy gần đây thôi. Thì người chồng không biết, người chồng có một cái nội kết với người vợ, giận người vợ. Mà suốt gần 15 năm nay, hai vợ chồng giống như là hai người ở trọ trong một nhà, không bao giờ nói chuyện với nhau. Cần cái gì là viết một tờ giấy để bàn, chứ không bao giờ nói chuyện. Và khi mà người vợ đề nghị rằng thôi bây giờ mình nên giải quyết đi, giải quyết như thế nào để cho nó ổn thỏa và để cho nó giải thoát cho nhau, mà người chồng không có chịu. Và người chồng nghĩ rằng người vợ đáng phải thọ một cái hình phạt lạnh lùng như vậy. Cho quý vị thấy không? Nhưng mà nói như thế này, khi có khách, khi có bà con đến là đóng như một cặp vợ chồng đang hạnh phúc, nói chuyện với nhau, ăn cơm chung, vân vân. Nhưng mà khi mà mọi người ra về, giống như một cái khi mà có khán giả đến coi hát á, thì bắt đầu mình phải đóng tuồng. Nhưng mà khi khán giả mà ra về đóng màn xuống rồi thì bước xuống sân khấu á, thì cháo ai nấy ăn, lương ai nấy lạnh, thì cái kiểu như vậy. Quý vị có hiểu ý mà nói không? Thành thử ra ở đời có những cái cảnh mình nhìn như là một cái tiểu lôi âm vậy đó. Nhưng mà khi mình đi vào trong đó rồi thì mình mới thấy là sao? Không phải như vậy, toàn là những cái cảnh đau khổ đó. Vì vậy cho nên đó, khi mà quý thầy mà người ta hay là quý sư cô người ta phát tâm, người ta đi tu đó, là người ta thấy rõ những cái nơi mà làm cho mình bị ru hồn. Có đôi khi nó không phải là cái chỗ an toàn cho người ta, đó là cái nơi làm cho mình đau khổ. Cho nên đó là cái người mà thấy đó, cái người trí nó thấy đó, ta muốn thoát ly nó. Cho nên cái người trí mà thấy, nhìn người ta thấy liền cái yêu khí đó nó tỏa ra. Nhưng mà mình đâu có thấy phải không? Mình đâu có, mình giống như Đường Tăng hay là Ngộ Tịnh hay là Bát Giới vậy đó, đâu có thấy cái yêu khí của cái chùa đó đâu. Chỉ ai thấy? Chỉ có Ngộ Không mới thấy thôi, người trí mới thấy. Còn mình đâu có thấy. Yêu là gì? Yêu này là yêu tinh, yêu khí, yêu khí của yêu tinh. Khí là cái lực của yêu tinh, nhưng mà mình á, mình thấy ngược lại, cũng là yêu khí, nhưng mà yêu này là tình yêu. Tình yêu gọi là ngọt, ngọt bùi gì đó, à, nó hấp dẫn mình đi vào trong đó. Nhưng mà cái người trí nó thấy cái đó là yêu khí, à, cho nên á, quý vị thấy cho ở trong đời này đôi khi mình lầm tưởng nha. Nhiều khi mình ngồi ở trong nhà nè, nhất là ở Việt Nam đó nha,
khuya nào mà có trăng sáng sáng một chút mà soi xuống nhà mình ha, ở trước nhà mình có cây chuối ha, bên hông cửa sổ ha, rồi gió hiu hiu ha, rồi cái bào lá chuối nó cứ quật quờ vậy là mình thấy là sao? Thấy hình như nhà mình có ma. Ban đêm mà bữa nào mà khuya mà có trăng chút là mình thấy rõ cái bóng dáng của một cái người là con gái tóc dài, ai đứng ngay góc dừa gì đó, tóc dài bay trong gió vân vân. Tất cả những cái đó đều là do cái tưởng của mình thôi. Cho nên á, Đường Tăng nè, Ngộ Tịnh nè và Ngộ Năng á, tại Tiểu Lâm Tự chỉ biết có sự tướng mà thật tướng thì không thấy. Thấy cái tướng thôi, thấy cái tướng bên ngoài là ngon lành vậy, cái lợi lại, nhưng mà thật tướng của nó không phải là như vậy. Mà ai mới thấy được thật tướng? Chỉ có ngộ không mới thấy được thật tướng. Vậy ví dụ bây giờ mình nói ví dụ ha, mình nhìn cái hoa này, mình đắm chìm vào cái hoa này, mình cho cái hoa này là sẽ sống mãi, sẽ tươi mãi, sẽ đẹp mãi, rồi mình nghĩ là cái này do mình chưng rồi mình để đây vân vân. Mà nếu mà ai mà lại rứt ra một cái hay là lỡ nó gãy cái gì đó thì mình lại bực bội, mình lại phiền muộn. Vì sao? Vì mình chỉ thấy cái tướng hiện tại của cái hoa này thôi. Nhưng mà khi mình thấy được cái thật tướng của cái hoa này là vô tướng, cái hoa này không có cái gì gọi là hoa hết. Tại sao? Tại bây giờ nhìn nguyên đây là kêu hoa nha, bây giờ rứt ra từng cái còn kêu là cái hoa nữa không, lúc đó gọi là cánh hoa, rồi vui nó cho nó nát ra cái kêu rác. Phải không? Cho nên thật tướng của hoa là vô tướng. Nhưng mà đa số mình bị đau khổ vì cái tướng không à, có phải không? Mình đau khổ vì cái tướng, mình lầm nhận cái tướng rồi mình đau khổ. Còn cái người không đau khổ là khi họ thấy được thật tướng của mọi sự mọi vật. Cho nên Tôn Ngộ Không thấy được thật tướng của cái tên yêu tinh mà ngồi chiếm trệ tự xưng mình là Phật đó. Cho nên Ngộ Không không có lại. Còn ba thầy trò kia thì thấy cái tướng cục đất khắc lên cái tượng nó làm Phật ngồi lại. Cho nên rồi hôm bữa đó có một cái Phật tử lên chùa đó, thầy có một cái người đó coi bói cho con, nói nhà con có thờ Đức Quan Âm mà Đức Quan Âm này không có linh. Hỏi tại sao không linh biết không? Tại vì Đức Quan Âm này chưa được khai quang điểm nhãn, và dặn con mới đem lên chùa nhờ thầy khai quang điểm nhãn. Phong Hòa mới hỏi vậy chứ ông thầy đó biểu khai quang và điểm nhãn bằng cách nào? Nói là ông thầy đó nói là phải lấy mực đỏ chấm vô hai con mắt rồi khai quang cho Quan Âm, thì từ đó Quan Âm mở mắt và linh. Không Hòa nói bây giờ cái tượng ở nhà đẹp không? Nói dạ đẹp. Nếu mà đẹp lên đây mà thầy chấm hai cục đỏ vô xấu à. Cho nên đa số là người ta tin tưởng phải đem cái tượng Phật phải khai quang. Mà quang đâu mà khai thì không biết. Không? Điểm nhãn là tại vì họ nghĩ cái tượng đó là tượng đất, nắng xong rồi thì con mắt còn cứ ngắt vậy thôi. Mà nếu mà thầy chọt vô cái thì con mắt nó nheo nheo, thì lúc đó bắt đầu lúc đó mới gì mới gọi là nhìn phương mình, muốn ngó mình rồi vân vân. Rồi thí dụ như là Quan Âm mà ngồi yên chỗ á, nói là Quan Âm không linh là tại vì Quan Âm ngồi yên á, khi mình cần mình kêu cứu Quan Âm chạy chậm lắm, phải Quan Âm đứng mới được. Tại vì khi mình đi đâu đó mình kêu cứu đó thì Ngài chạy cho lẹ. Có một số quan niệm vậy, nhưng mà có một số lại không chịu thờ Quan Âm đứng, bảo là phải thờ Quan Âm ngồi cơ. Hỏi tại sao? Nói vì Ngài ngồi ở nhà mình Ngài mới phù hộ, còn Ngài đứng là Ngài cứ đi hoài, Ngài không lo cho mình. Như vậy thì cũng Quan Âm mà nhờ, thì nhiều khi mình cũng nghĩ bụng, cũng nhờ có đứng có ngồi vậy cho nên những cái người nào mà tạc tượng, lỡ mà cái hãng công ty đó tạc tượng đứng không bán mới được, rồi chỗ nào mà chuyên môn tạc tượng ngồi không bán mới được. Chứ nếu mà cứ quan niệm là chỉ thờ đứng thôi thì chắc mấy tượng ngồi ế, phải không? Vậy cho nên đó là không có đúng. Mình thỉnh về mình thờ, và nếu mà mình thành tâm thì mình chỉ cần đem tượng lên nhờ quý thầy chú nguyện cho mình, rồi mình đem về mình thờ, hoặc là mình thỉnh chư tăng về làm cái lễ an vị Phật, phải không?
vậy thôi, chứ còn gọi là đâu có khai. Người xưa người ta lấy cái kiến người ta chấm mực đỏ, ta cũng đâu có dám chấm vô cái tượng đâu, chấm vô cái tượng nó xấu còn gì. Mới lấy cái kiến á, đứng ở dưới rồi đưa cái kiến lên làm sao mà cho cái tượng, cái mặt tượng dội vô cái kiến nè, rồi mới lấy cái bút chấm vô cái kiến. Mà tại con mắt nó chiếu vô cái kiến chấm đó, kêu khai quang đó, kêu kỳ điểm nhãn đó. Chứ đâu có ông thầy nào bỗng leo bút lên đó rồi chấm vô hai mắt, coi nó kỳ lắm, phải không? Thành thử ra cũng có mắt khai quang mà cũng khai quang mắt, phải không? À, cho nên đó, mình đó, là mình còn nhiều cái tập khí đó, là mình thấy cái tướng bên ngoài không à. Mình thấy cái tướng bên ngoài mà không thấy cái tướng bên trong. Cho nên cái nhiều người họ xấu xí nhưng mà cái tâm họ tốt. Không có nhiều người á mặt mày sáng nhưng mà tâm sao, tâm nó xấu. Mình nói ví dụ như trong đời cũng có những người như vậy. À, thành tử ra hiểu như vậy á thì mình không có buồn, không có khổ, không có bực bội, không có bực bội gì hết á. À, cuộc đời này cái gì nó cũng có thể xảy ra. À, bước vô trong cái chùa Lôi Âm tưởng thật, nhưng mà rốt cuộc rồi là ra là một động yêu tinh. Thành thử ra cái chuyện gì nó cũng có thể xảy đến. Và mình là người Phật tử á, mình chỉ biết chuyện đến thì mình tiếp, qua rồi thì là xong, vậy là được rồi. Cho nên rồi gọi là mình phải tu cái gì, tu cái xả tâm, tu cái tâm xả, đừng có chấp. Mà bí quyết của hạnh phúc á là đừng có chấp. Có một cái đứa nhỏ đó, má nó đi vắng nhà đó, nó mới lén nó ăn kẹo, thì nó mới thọt cái tay vô trong cái gì, cái hũ kẹo đó, thì nó mới nắm một nắm kẹo vậy, nó muốn đem ra mà nó không có được. Nó cứ đứng hoài mà nó cứ thụt về, bị nó nắm một cái nắm kẹo vậy, nó muốn thụt ra hoài mà không có được. Thì mẹ về, mẹ mới thấy con đang đứng với cái hũ kẹo như vậy, mẹ hỏi tại sao con cứ đứng đó hoài. Thì anh mới nói rằng con muốn lấy cái tay ra mà con lấy không có được. Thì mẹ anh mới nói dễ thôi con, bây giờ con buông cái nắm kẹo xuống thì con lấy cái tay ra nó dễ thôi. Có phải vậy không? Thì mình cũng y như cái đứa nhỏ đó vậy đó. À, mình cái gì mình cũng nắm, cái gì cũng nắm vậy, cho nên sao? Mình ra không có thoát được, mình đi không có được. Bây giờ mình chỉ cần là mình muốn lấy cái tay mình ra, có nghĩa là thoải mái, thông dong, tự tại đó. Bằng cách nào? Bằng cách là mình buông cái tay ra, mình xả. Câu chuyện rất là đơn giản, kể ở trong những cái câu chuyện thiền. À, mình chỉ cần mình buông, hãy mình nắm chừng nào, chưa là chấp, chấp là nắm chứ gì, chấp là nắm. Mà mình nắm nhiều chừng nào thì mình khổ nhiều nấy. À, mình xả ra được chừng nào thì thảnh thơi chừng nấy. À, cũng giống như là mình bây giờ giống như thọt tay vô cái hũ kẹo vậy. Rồi bây giờ mình cứ chấp cái nắm kẹo trong đó, bây giờ muốn lấy tay ra thì cứ thả nắm kẹo ra là tay mình ra khỏi. Và là mình là Phật tử đó, mình tu á, thì mình phải tập cái tâm mình nó phải thênh thang như vậy. Cho nên mới gọi là đại bi tâm ha, gọi là đại bi tâm. Cái tâm mình nó rộng lớn, chuyện gì mà nó đến thì mình tiếp, qua rồi là xong, không có bận lòng. Cho nên cái người mà hay nhắc chuyện cũ là cái người đau khổ, phải không? Người nào mà chuyên môn cứ nhắc lại chuyện cũ hoài, mình nhìn cái người đó bực bội nhiều lắm. Tại vì sao? Như vừa rồi có những người Phật tử giận chồng nha, mà trước khi chết không dặn con cái gì, dặn câu thôi, nữa mà má chết á không có được thờ gần ba nghe không. Mấy đứa con có hỏi gì nữa, chết xong rồi con đem má lên thờ chung với ba được không? Dứt khoát không, không có chịu. Biết tại sao không? Tại vì hồi ổng còn trẻ ổng làm khổ má. Bây giờ má càng lớn tuổi á, má càng già má càng nhớ tới những cái điều mà ổng làm má khổ, má giận. Cho bây giờ má chết má cũng dặn các con đừng có thờ gần ổng. Dễ sợ như vậy. Giống như vừa rồi có một người đem cái hình lên thờ, mà Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ làm mà hai chị em đó, hai chị em ruột mất rồi làm cái hình chung để thờ chung vậy. Nói không được. Hỏi sao không được? Nói tại lúc còn sống hai bả gây lộn hoài, mà bây giờ sợ vô chùa gây tiếp. Cho nên rốt cuộc là phải đem hai bà ra hai khung, mà hai khung mà thay gì để xác không, thì hai người vô cùng lúc thì mình theo order thôi, theo ai vô trước ngồi trước ai. Vậy mà cũng năn nỉ nó, thầy kiếm người nào thầy để ở giữa để làm gì biết không, làm trọng tài.
Và họ tin như vậy đó, họ tin như vậy. Cho nên là qua cái câu chuyện này, hai cái câu chuyện là Am Tiên Mộc với lại chùa Lối Âm Giả, thì để cho chúng ta thấy một cái điều rằng mình phải tập nhìn tất cả các cái thật tướng của mọi sự mọi vật. Khi mình thấy được cái thật tướng của nó rồi thì tâm mình cũng thênh thang lắm. Mà Pháp Hòa Trạng nói lại là thật tướng của các pháp là gì? Là vô tướng. Thật tướng của mọi sự mọi vật là vô tướng. Còn mình dính vô cái tướng nào đó thì mình tự mình đau khổ. Thí dụ như bây giờ mình nghĩ á, mình nghĩ thôi, Đức Địa Tạng Bồ Tát phải là cái người mặc áo đỏ, mặc cái y đỏ, cầm cái tích trượng, tay trái cầm viên minh châu. Đêm nào mà nằm chiêm bao thấy ngài Địa Tạng Bồ Tát không có hai thứ đó, nó chắc mình gặp ngài Mục Kiền Liên. Cho nên có nhiều khi người ta thờ mà cũng khổ. Cái Quan Âm thì người ta tạc Đức Quan Âm, thì nhiều khi Đức Quan Âm cầm cây phất trần, có Đức Quan Âm cầm cái bình nước, có Đức Quan Âm cầm cái dương liệu, có Đức Quan Âm cầm cái ngọc châu, có Đức Quan Âm mà ngồi thiền định. Có nhiều người vô lửa suốt một ngày mà không được tượng Quan Âm nào hết trơn. Hỏi sao vậy? Nói Đức Quan Âm này con rất là thích cái diện, nhưng mà rất tiếc bà không có cầm bình nước. Rồi cái say qua hỏi vậy chứ Đức Quan Âm này được không? Dạ con cũng thích lắm, nhưng mà rất tiếc bà có bình nước mà không có cái cầm. Cho nên rồi rửa từ sáng tới chiều không được tượng nào hết, là gì? Muốn Quan Âm đủ bộ. Quan Âm là phải ngồi, rồi phải đẹp, rồi phải có bình nước, phải có nhành dương liễu. Rồi nhiều Quan Âm mặc áo xanh cũng không chịu nữa, tại nghe nói Quan Âm mặc áo trắng không. Khổ như vậy, phải không? Nhưng mà mình phải biết rằng tất cả những cái tượng Phật mình thỉnh về thờ là do lòng của mình. Dù Đức Quan Âm chỉ ngồi thiền không có cái gì trong tay hết cũng không sao. Chứ đừng có nghĩ rằng Đức Quan Âm phải có cái này, phải có cái kia. Giống như mình có cái tượng Địa Tạng Bồ Tát, ngài ngồi đầu thì không có đội mão, và không có tích trượng minh châu gì hết, ngồi thiền rất là dễ thương. Thì có ông nguyện hỏi thầy ơi, cái này phải tượng Địa Tạng không? Hay là ông thầy kìa? Bây giờ thì Địa Tạng với ông thầy cũng vậy thôi. Rồi đạo hữu, thí dụ như ngài Địa Tạng, ngài cầm cả ngày cũng phải cho ngài cất, ngài ngồi thiền chút chứ. Bác ông cầm hoài cũng tội. Có nhiều vị Phật tử vô chùa mà thỉnh tượng Phật mất vui lắm. Có nhiều người lửa cả ngày mà không được tượng nào. Thì thôi hôm nay thì Pháp Hòa chỉ kể cho đại chúng nghe hai cái câu chuyện để rồi chúng ta học qua một cái bài học là nhiều khi cái tướng bên ngoài như vậy, nhưng mà thật tướng không phải vậy ha. Mình đừng có bị vướng mắc, và đừng có bị đánh lừa. Và đôi khi mình tu á, thì nếu như trường hợp mình có những cái trạng thái an lạc nào đó trong khi mình ngồi tu thì xong rồi là thôi, chứ đừng có bám đó. Hôm qua mình thấy như vậy mà tại sao hôm nay mình không được như vậy, rồi cứ cố tìm, muốn cố ngồi để cho mình được như hôm qua thì là không có đúng. Quý vị có hiểu ý không? Thí dụ có nhiều khi mình tụng một thời kinh, hôm qua mình tụng an lạc hơn hôm nay. Hôm nay mình tụng cảm thấy trong người nó bực bội lắm. Rồi cái gì cứ vô bực bội, rồi cứ muốn trở về ngày hôm qua, đâu có được. Vì đời là vô thường. Cái không lạc nào rồi thì nó cũng có ngày nó lạc đường hết trơn á. Thành tử ra hôm qua mình tụng gì có thể tinh thần mình nó thoải mái. Pháp Hòa nói ví dụ như là hai ngày nay, tức là cách đây trước là hai ngày. Hai ngày nay mình ngồi thiền, người mình nó không có thoải mái, trong người mình nó bức rứt, nó khó chịu sao biết. Khi mình ngồi mà mình tâm mình không có an, mà mình cảm thấy nó bần thần, mình biết á. Cho nên khi mà mình biết như vậy rồi, mình cứ ngồi mình thở vào thì mình a di, thở ra là mình đào Phật. Mình cứ để cái tâm mình nó an trú vô câu niệm Phật mà nó quên đi cái gì, cái bực bội kia. Chứ bình thường mình ngồi xuống là tâm mình nó bình an, nó lặng lẽ. Nhưng mà mình không có chấp là tại sao hôm nay mình không được như thế này, như thế kia, thì mình sẽ khó chịu. Giống như mình nấu ăn, đâu phải bữa nào mình nấu cũng ngon giống nhau, phải không? Dù mình có tài ba cỡ nào thì cũng có ngày mình nấu lão tài. Thành tử đừng có dính vào nó, tại sao mình nấu không được vậy, rồi đâm ra bực bội. Con cái của mình cũng vậy. Và nhiều khi mình nói tại sao con không ngoan như 10 năm trước. 10 năm trước nó biết gì mà ngoan, phải không? Cho nên đó,
ngày hôm qua khuya đây, hôm qua khuya cũng có một Phật tử ở xa gọi, cũng nói chuyện con cái. Thì Pháp Hòa cũng tâm sự như vậy. Pháp Hòa nói nhiều khi ở xứ này có những cái mà mình cũng lỏng, nhưng mà nó cũng còn trong cái khuôn khổ của mình. Và có những cái mình không cho, mà mình thấy cái gì mình cho mà để cho nó hài lòng nó, mà nó vẫn còn ở trong tầm tay của mình, thì đôi khi mình cũng phải chấp nhận, mặc dù mình không muốn ha. Nhưng mà ở đời không có cái gì mà đặt buộc nó 100% theo ý mình được hết. Là vì sao? Vì đôi tay mình nhỏ bé. Mà trong khi đó đó, cái rù quến ở bên ngoài nó quá nhiều hơn là mình. Và những cái gì mà nó dụ á thì chắc chắn là phải ngọt ngào hơn mình rồi. Hả? Cho quý vị thấy không? Người nào mà nếu mà muốn tu á, có tiếng á, là phải bị chịu la rầy. Mà mình được thầy la rầy nhiều chừng nào á thì mình phải vui là vì mình được xây dựng. Còn vô mà mình không có được nghe một lời chỉ giáo nào hết, cái gì cũng ok hết, mình coi chừng nữa nha, mình đi tuốt nuốt mình không hay. Có một Phật tử còn trẻ lắm, lần nào lên chùa chục lần như chục, trăm lần như trăm, khoảng chừng 30 tuổi thôi, mà lần nào lên chùa gặp Pháp Hòa cũng chắp tay: thưa thầy, con mong thầy thương và coi con như các chú tiểu của thầy, thầy la con, thầy rầy con, thầy dạy con. Lần nào cũng vậy, gặp lúc nào cũng chắp tay nói một câu đó thôi. Tại vì con thấy thầy rầy mấy chú con thích lắm, tại vì được rầy như vậy đó là mấy chú sẽ biết lỗi gì. Còn con lên nhiều khi con cả ngày con ở đây con không thấy thầy rầy con cái gì hết trơn đó, thì không có chuyện gì làm sao rầy. Không lẽ tự nhiên lại kêu ê mày chuyện này chuyện kia không, thì nói là anh không có chuyện gì hết làm sao rầy được không. Nhưng mà ý Pháp Hòa nói là cái vị Phật tử đó là như vậy, lần nào lên cũng mong rằng thầy coi con như các chú tiểu, thầy cứ cái gì con sai là thầy cứ dạy, là vì con biết con càng được la là con sẽ lên. Cho nên mình phải biết rằng mình đến chùa mà được nhắc, đừng có nghĩ là mình bị la mà mình được nhắc. Hôm qua có một em Phật tử nó mới nói rằng hôm tuần rồi con đi làm về hơi mệt, nhưng mà con biết là quý bác á bận rộn cho nên con đến con phụ. Con mới vừa vô cái có ông bác đó đát con một tiếng cái con buồn quá con đi về luôn. Quý vị thấy không? Cho nên nó rồi á, mỗi ngày á cứ một chút vậy á, cho nên á, có những cái tội nghiệp mấy đứa trẻ nó không có cơ hội nó về chùa, cho nên mình phải tập xả bớt. Có những cái gì mình du di, và nếu mình muốn, mình thật lòng mình thương, mình muốn hướng dẫn, thì mình cũng nên có một cái phương pháp tập ái ngữ, tập hướng dẫn con đừng có làm vậy, con làm vậy nè, mình đừng có la rầy. Tại vì nếu mình cứ hét hò hoài thì nó sợ mình lắm, thì nó không có dám đến. Cho nên rồi cứ mỗi khi mà có dịp thì Pháp Hòa cũng gom lại chút vậy thì nhắc cho đại chúng biết. Và đôi khi mình coi như trong nhà rồi, thì có những cái gì mình cần xây dựng với các em trẻ thì mình có thể mình xây dựng, nhưng bằng cái phương pháp ái ngữ, bằng cái nghệ thuật hướng dẫn cho các con, các cháu nó sẵn sàng nó học, là tùy theo cái cách của mình. Chứ mình đừng có nạt nộ, mình đừng có la rầy. Nhiều khi con cháu ở nhà của mình đạt riết nó chả dám học, nó chả dám gần mình cái gì hết. Thành thử ra điều đó là mình đã bị và đã xảy ra. Cho nên đôi khi thì bây giờ cái chuyện nó đã lỡ rồi thì mình cũng phải chấp nhận thôi, chứ biết làm sao hơn. Nhưng mà cố gắng, mình không có muốn là cái chuyện nó cứ lây lất rồi hết đứa này tới đứa kia. Con cháu nhà của mình cũng vậy, không phải là mình, con cháu mình rồi mình muốn la rầy, mình hét hò nó giờ nào mình làm đâu, không phải như vậy. Là Pháp Hòa cũng biết là đôi khi Pháp Hòa cũng nóng rồi mình la mấy chú, nhưng mà khi mình nghĩ lại thì mình biết rằng có những cái cách đó cũng nhiều khi không phải là cái cách.